Xin chào mấy chị. Sao lụa 99 ngàn mấy chị ơi. Anti Mỹ em mới về nhiều mẫu mới lắm luôn á. Anti Mỹ về rất là nhiều mẫu mới luôn mấy chị ơi. Chấm thầy chia sẻ giùm em nha. Ở nhà em nghỉ hơi bị lâu. Đi chùa hơi bị kỹ. Ok. Đợi em xíu ạ. À. Đợi em làm 5 phút mình like nha. Cái chị bạn chấm bài và chia sẻ giúp em ạ. À. Xin chào chị Ly Phan. Xin chào chị yêu. Xin chào chị Hà An. Rồi. Điện thoại đúng thấy ghê luôn mấy chị. Điện thoại đúng thấy ghê luôn. Giờ mua một cái điện thoại là quá phí. Mà không mua sao không được mấy chị ơi, quá trời rồi. Nó bị mát rồi. Cái bấm thì nó không ăn, mà cái không bấm thì nó ăn. Mày chị nhường cái này cho em đó. Nhìn nó giật mà nó nhấn đầu quá. Thấy em không? Thấy. Sướng ha. Bé nó khỏe chưa? Bé khỏe chưa mới đi làm bạn ơi. Dán bạn ở đây buồn quá. Gì? Không ai chửi. Cái đứa nhỏ nó nói không có mạng mai chửi kìa. Mảnh này lụa giấy mấy chị, một mảnh lụa giấy mềm mịn mát có dạng lụa giấy giùm em, biên xù 7 màu rất là đẹp lụa giấy nha mấy chị. May áo dài áo bà ba này 1m7 mấy chị, ở 1m8 à, 1m8 mảnh này. Áo dài áo bà ba hay là đồ bộ gì cũng được, 99 ngàn một ký lụa, quá rẻ. May là thì vậy là con bé nó khỏe rồi. Sợ quá mấy cô công chúa vậy. 26 ngàn. Yeah, 1m8 26 ngàn, mã 26 giùm em. Siêu đẹp luôn. 1m8 lụa giấy mềm mịn mát giãn 26 ngàn, mã 26 giùm em nha. Siêu xinh mấy chị, 26 ngàn, mã 26 giùm em ạ. À. Đẹp lắm. Rồi đầu ra em bán mấy cái bữa nay có hàng cây luôn mấy chị, mà em sale 100 ngàn luôn. Đây. Lụa gấm mấy chị, lụa gấm như thế này, gấm hai da. Gắm hai bề như thế này, một bề ba bóng một bề nhám nha. Gắm này mấy chị may à. Áo dài à, bà ba hay may gì cũng đẹp. Cái này em có 2 mét à. 2 mét satin gắm hai da. Mềm mịn mát giãn. 2 mét có 31 ngàn mã 31 giùm em ạ. À. 2 mét 31 ngàn mã 31 giùm em. Áo dài à, bà ba siêu sang luôn. 2 mét 31 ngàn mã 31 giùm em nha. Bữa nay không có lanh đâu chị ơi, tầm tuần sau em mới về lanh quá. Đây à, mảnh này siêu 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 đẹp luôn. Để em cắt 2 mét có bao nhiêu tiền. Mảnh này đẹp lắm. Áo dài bà ba mấy chị ơi, đẹp lắm nha. 31%. Để em cắt nha. Đây mảnh này. Mảnh này may áo dài, may áo bà ba, may váy, may áo lẻ giùm em ạ. À. Khúc này phần trăm nào. Đây à, khúc này siêu rẻ nha. Hàng mới về mà em sale luôn mới ghê. Đây à, có 15.500 đồng một mét thôi. Lên mã 15.000 một mét à. Lên mã 15.000 kèm 6 mét giùm em. 15.000 một mét, rất là rẻ à. Lên mã 15.000 kèm 6 mét giùm em nha. Khúc vải gì em? Khúc vải gì em là sao vậy chị Lam Nguyễn ơi? Mã này lên mã 15.000 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 15.000 một mét. Hàng cây chính phẩm mấy chị ơi. 15.000 một mét, lên mã 15.000 kèm 6 mét giùm em nha. Quanh kính tím. Quanh kính tím này 7.000 mét thôi. 2 mét 14.000 mã 14 giùm em ạ. À. 2 mét 14.000 mã 14 giùm em. Quanh dập ly siêu đẹp. Quanh dập ly như thế này. Đẹp chưa mấy chị? Quanh dập ly. May váy may áo giùm em nha.
Khúc này em có tầm 2 mét mấy chị, 2 mét dọc ly luôn. Siêu đẹp nha mấy chị, 2 mét. Mã 15 phải gì? Là von đó mấy chị ơi, von á. Cái này 2 mét 16 ngàn, mã 16 giùm em ạ. 2 mét von dọc ly, 16 ngàn, mã 16 giùm em. Còn này là von các hàng á chị. Von các hàng may váy, may áo, áo dạ bà ba giùm em ạ. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. 15 ngàn một mét lên mã 15 ngàn kèm 6 mét giùm em. 15 ngàn một mét ạ. Bữa nay em like thập cẩm nha mấy chị. Còn gì sale đó. Đây ạ. Một mảnh lụa. Lụa này lụa đuổi. Lụa đuổi màu đen, mềm mịn mát, có giãn mấy chị. Giãn gần như là 4 chiều luôn. Lụa đuổi này may quần được nha. Cái này em có 3m1. 3m1 mảnh này. Đây ạ. 3m1 này 34 ngàn. 3m1 34 ngàn, mã 34 giùm em. Đẹp chưa mấy chị? 3m1 34 ngàn, mã 34 giùm em. Hình như là gần như là 10 ngàn mét luôn á. Quá rẻ. Thằng này von kính màu da. Von kính màu da 2m 14 ngàn, mã 14 giùm em ạ. 2m 14 ngàn, mã 14 giùm em nha. 34 tròn thi. Một mảnh von tơ mấy chị. Von tơ như thế này. Xuất sắc cho von tơ. May áo giùm em ạ. Khúc này em có 1m rưỡi. 1m rưỡi mảnh này. 1m rưỡi 10 ngàn, mã 10 ngàn giùm em ạ. 1m rưỡi 10 ngàn, mã 10 giùm em. Volter mét rưỡi có 10 ngàn mấy chị ơi, mã 10 giùm em nha. Mã 10 giùm em. Mét rưỡi có 10 ngàn thôi, mã 10 giùm em ạ. Một mảnh lụa, lụa giấy dập ly mấy chị. Lụa giấy dập ly như thế này, xuất sắc lắm mấy chị ơi. Lụa giấy dập ly giùm em, may áo may váy giùm em nha. Mời Thơ Nguyễn. Cái này em có 1m rưỡi. 1m rưỡi mảnh này. 1m rưỡi. Von này là von giấy dập ly, siêu đẹp. Cái này 30 ngàn. 1m rưỡi 30 ngàn, mã 30 giùm em. Rất là đẹp nha. Von giấy dập ly 30 ngàn, mã 30 giùm em ạ. Lam Nguyễn, mã 15, 2m rưỡi. Ok chị yêu. 1m rưỡi 30 ngàn, mã 30 giùm em. Von giấy dập ly 30. Phan Thị Mỹ Thoa. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đây thằng này. Vậy là 20 ngàn 1 mét lên mã 20 kèm 6 mét giùm em nha. Em còn mấy mét nữa là hết rồi. 20 ngàn 1 mét lên mã này dập ly. Dập ly mà giá 20 ngàn là rất là rẻ luôn mấy chị. Lụa giấy dập ly như thế này. Ok, 30 đọc hết cho chị đi, chị chia luôn nè. 30 Thanh Hiền. Ok chị yêu. Em còn nữa nha mấy chị. 20 ngàn 1 mét thôi mấy chị. Đẹp lắm. Em còn à. Con giấy dập ly nó mịn, nó giãn 4 chiều mới chê. Còn 3-4 mét nữa là hết. Một mảnh von tơ hàng dịch kim. Von tơ hàng dịch kim như thế này. Xuất sắc cho mấy chị. Von tơ hàng dịch kim. May váy may áo giùm em ạ. 1m rưỡi. Thanh Hương Ly, mã 20, 2 mét. Ok chị ơi, em có 3 mét ạ. 3 mét mảnh này. 3 mét, xuất sắc luôn mấy chị, dịch kim. 35 ngàn, mã 35 giùm em ạ. 3m 35 ngàn. Đẹp chưa mấy chị? 3m 35 ngàn, mã 35 giùm em nha. 3m 35 ngàn. Một mảnh von tơ mấy chị ơi. Von tơ sớ gấm như thế này. Xuất sắc luôn mấy chị. May áo may váy giùm em ạ. Khúc này. Khúc này em có 1m rưỡi. Em có 4 mét mảnh này ạ. 4 mét ạ. Đẹp lắm mấy chị ơi, 4 mét giùm em ạ. 4 mét mà có 27 ngàn thôi, mã 27 giùm em nha. 4 mét 27 ngàn, mã 27 giùm em ạ. 4 mét 27 ngàn. Sọc đủ màu phía sau phải gì vậy? Sọc đủ màu phía sau. Đây ví dụ như mẫu này 36 ngàn 1 mét, nó là hung anti Mỹ á mấy chị. Hung anti Mỹ 36 ngàn 1 mét, xuất sắc luôn mấy chị. Đây ạ. 110 ngàn 1 ký thôi. 1 mét có 36 ngàn thôi mấy chị. Rất là rẻ. Lên mã sọc. Sọc 1 kèm 6 mét giùm em nha. Sọc 1 mấy chị ơi, con cái sọc của nó nè. Màu rất là đẹp luôn. Anti Mỹ 36 ngàn 1 mét. Lên mã sọc 1 kèm 6 mét giùm em. 27 Trinh Nguyễn. Bữa nay không anti Mỹ em về rất là nhiều mẫu luôn.
đây ạ, à, mảnh von tơ tím như thế này, 1,5 m, 3 m, 4,5 m, em có 5 m ạ, 5 m mảnh này, siêu đẹp von tơ màu tím 5 m. Đây ạ, 5 m 27.000 mã 27 giùm em ạ. 5 m von tơ tím có 27.000 thôi, mã 27 giùm em nha. 5 m 27.000, mã 27 giùm em ạ. Một mảnh lụa vún màu xanh xuất sắc mấy chị. Lụa vún màu xanh giùm em. Lụa vún màu xanh nha, may váy may áo này kia rất là hot luôn mấy chị. Lụa vún đang rất là hot giùm em nha. Thằng này, thằng này là 5 m nè mấy chị, 21.000 một mét nè, 5 m. 27 Phi Phan Thị Dương. Em có 5 m này. Ok. 5 m này em bán với 90.000, 5 m 90.000, tức là rẻ hơn bữa hổm. 5 m 90.000, chị nào lấy không hết thì 90 chia giùm em. Rất là xuất sắc nha. 90 này em có thể chia làm 3 mỗi chị 1,7 m được ạ. À. Đẹp lắm mấy chị, lụa vún, may váy may áo giùm em. Ok của chị Nga Nguyễn. Đây à, một mảnh von dập ly nữa, tiếp tục đẹp quá mấy chị. Von dập ly như thế này, một. Em có 2 m von dập ly ạ. À. Von dập ly hoa nhí 2 m. À, có lụa đen luôn chị ơi. 2 m 20.000, mã 20 giùm em ạ. À. Von dập ly 2 m có 20.000 thôi, mã 20 giùm em ạ. À. 2 m 20.000. Von dập ly. Von dập ly màu xanh nữa nè. 2 m von dập ly màu xanh luôn, xuất sắc luôn mấy chị ơi. 2 m này có 17.000, mã 17 giùm em ạ. À. 20 Phạm Oanh. 2 m 17.000, mã 17 giùm em. Đây một mảnh von mấy chị ơi. Von hàng mấy chị, siêu dễ thương luôn, von hàng như thế này. Khúc này em có 2 m ạ. À. Khúc này em có 2 m. 17 Nga Nguyễn. Đây ạ. À. 2 m có 21.000 thôi, mã 21 giùm em ạ. À. 2 m 21.000, may váy may áo giùm em nha. 2 m 21.000, mã 21 giùm em ạ. À. Thằng này lên mã 15.000 ạ. À. 15.000 một mét thôi. Xuất sắc mấy chị, 15.000 một mét. Lên mã 15.000 kèm số mét giùm em. Nó là von đó mấy chị. Von áo dài áo bà ba, 15.000 một mét ạ. À. Lên mã 15.000 kèm số mét giùm em nha. 21 Trinh Nguyễn. 15.000, lên mã 15.000 kèm số mét giùm em ạ. À. Đây khúc này, một mảnh von hàng thiêu nổi. Thiêu nổi nha mấy chị ơi. Cái này em có 2 m ạ, 2 m von hàng thiêu nổi. 2 m 25.000, mã 25 giùm em nha. Xuất sắc cho mấy chị. 2 m có 25.000 thôi, mã 25 giùm em, thiêu bi nổi. 2 m 25.000. Mã 25 giùm em ạ. 15 Dân Loan 1,8. Ok chị yêu. Đây, dệt kim mấy chị ơi. Von tơ hàng dệt kim. Khúc này em có 1,5 m. 25 Trần Thi. 3 m 1 ạ. 3 m 1 mảnh này. 3 m 1 có 34.000, mã 34 giùm em. Đẹp chưa mấy chị ơi, dệt kim nha. Wow, không sức bức không bay mấy chị. 3 m 1, 34.000, mã 34 giùm em ạ. Đẹp quá. Một mảnh lụa, lụa giống gấm mấy chị. Nó là lụa gấm giùm em nha. Đây ạ, à, có hình gấm hoa nè, rất là xinh mấy chị. Hình gắm bông hoa nha. Ở ngoài mặt rất là sang luôn. Giãn gần như là 4 chiều luôn mấy chị. Cái này em có 2 m ạ. À. 2 m mảnh này. Quá đẹp. Không, cái này là tầm 1,6 m thôi mấy chị. 34 Hồ Quán Hương. 1,6 m nha. 1,6 m 37.000. Quá đẹp mấy chị. 1,6 m 37.000. Mã 37 giùm em ạ. À. Nó có gắm hoa như thế này. Mã 37 giùm em ạ. À. Một mảnh von dúng như thế này, von dúng hoa mấy chị, von dúng hoa nhí, siêu cực kỳ, siêu tiểu thư luôn á, nó đẹp lắm. 1,5 m, 2,8 m mảnh này ạ, à. Em có 2,8 m, lụa dúng kiểu tiểu thư rất là xịn nha. 37 Trân Mata. 2,8 m ạ. 2,8 m 33.000, mã 33 giùm em ạ. 2,8 m 33.000, mã 33 giùm em nha, 33.000. Mã 33. Một mảnh von tơ. Von tơ xanh coban. Quá đẹp mấy chị ơi, von tơ xanh coban như thế này. May váy may áo áo dài bà ba cần lót giùm em ạ. À. 3 m. 4,5 m mảnh này ạ, à. 4,5 m mảnh này. Ok, đẹp quá.
4 mét rưỡi có 26 ngàn thôi mấy chị ơi. 4 mét rưỡi 26 ngàn, mã 26 giùm em ạ. 33 hồng nhạn. Chị Hồng Nhạn ơi, Khánh mới chị cho em số điện thoại chị yêu ơi. Một mảnh von kim mấy chị ơi. Một mảnh von kim, tức là cái von nó có ánh nhũ lên rất là sang nha. 26 Thư Nguyễn. Đây von có ánh nhũ lên. Nó rất là sang mấy chị, nó có nhũ nhẹ lên như thế này. Đây mảnh này đẹp lắm. Thằng này em có 2 mét à, 2 mét. Đây, 2 mét 24.000 mã 24 giùm em ạ. À. 2 mét 24.000 mã 24 giùm em nha, siêu dễ thương. 2 mét 24.000 mã 24 giùm em ạ. À. 24 Vân Lan. Ủa. Sô len mấy chị ơi. Sô len em có màu này, rất là đẹp, lên nãy da kèm số mét giùm em. Đây em xô, bữa nay em về xô len đủ màu nha. Em xô cho mấy chị xem. Đẹp lắm luôn á, xô len bên em là xô len chuẩn Mỹ như thế này. Biên rất là đẹp ạ. À. Ở ngoài thị trường bán 70-80 ngàn một mét, bên em bán chỉ có bao nhiêu? 50 ngàn một mét xô len thôi mấy chị ơi. Lên này, lên mã da kèm số mét giùm em ạ. À. Da kèm số mét giùm em, xô len dày dặn xịn sò 1 kg đúng chuẩn 2m4. Lên mã da kèm số mét giùm em nha. Lên mã đen kèm số mét giùm em, xô len đen, xuất sắc mấy chị, đen tuyền luôn nha. Xô len đen 50 ngàn một mét, lên mã đen kèm số mét giùm em ạ. À. Quá trời cái màu này nó sang mấy chị ơi. Lên mã xám kèm số mét giùm em, nó là màu nâu xám á mấy chị. Lên mã xám kèm số mét giùm em, đúng màu luôn giùm em nha, rất là đẹp. Xô len nâu xám. Lên mã nâu xám, lên mã xám kèm số mét giùm em ạ. À. Lên mã tím kèm số mét giùm em, màu tím cà như thế này. Tím cà đậm, lên mã tím kèm số mét giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi, 50 ngàn một mét xô len. Đen Phân Loan 1,5 m. Ok chị yêu, lên mã nâu kèm số mét giùm em, màu nâu rất là xịn nha. Em có tặng tới hai màu nâu lận. Đây, nâu như thế này, nâu xám và nâu bình thường nha mấy chị. Có cả màu da nữa. Trời ơi. Ba màu nào cũng xinh hết. Đây ạ, à, màu này màu da, màu này màu xám và màu này màu nâu. Lên mã giùm em nha mấy chị ơi. Trinh Phạm xám 1,8 m. Này, đỏ thì em có lý cam 2 m. Đỏ thì em có hai màu, đó là màu đỏ tươi và đồng màu đỏ đô luôn ạ. À. Lên mã đô kèm số mét giùm em hoặc là mã đỏ kèm số mét giùm em ạ. À. Có đủ màu luôn mấy chị ơi. Màu sen này là best seller từ hồi về mới về luôn. Lên mã sen kèm số mét giùm em. Vậy. Ủa ghê vậy, nguyên thùng luôn á. Hết rồi hả? Không báo sớm má ơi. No rồi, còn đâu nữa không? Lên mã sen kèm số mét giùm em ạ. Phải báo sớm đây người ta đặt mới có. Lên mã coban kèm số mét giùm em. Xanh coban. Lên mã coban kèm số mét giùm em nha. Xuất sắc mấy chị ơi. Lên mã coban kèm số mét giùm em. Còn này là 50 ngàn một mét thôi ạ. À. Xô len Mỹ, chuẩn Mỹ luôn. Lên mã ruốc kèm số mét giùm em ạ. À. Ruốc. Màu ruốc, màu ruốc. Lên mã ruốc kèm số mét giùm em ạ. À. Đây, rất là đẹp. Lên mã ruốc kèm số mét giùm em nha. Lên mã đỏ 1,8 m. Lên mã coban kèm số mét giùm em. Lên mã đô kèm số mét giùm em ạ. À. Đỏ đô. Lên mã đô kèm số mét giùm em. An Thùy Gia 1,7 m. Lên mã sen kèm số mét giùm em. 50 ngàn 1 mét xô len thôi mấy chị. Dân Loan coban 1,5 m. Lên mã đỏ kèm số mét giùm em. Đỏ tươi. Rất là đẹp. Mang một cái bọt đầm body đỏ tươi. Trời ơi nó đẹp lắm mấy chị. Lên mã da kèm số mét giùm em ạ. À. Da. Đẹp lắm mấy chị. 50 ngàn 1 mét. Lên mã tím, tím này tím hoa cà, nó sẽ nhạt hơn trong live stream một chút xíu. Tím hoa cà đậm á chị, màu rất là ngọt. Lên mã tím kèm số mét giùm em. Lên mã nâu xám, xám kèm số mét giùm em ạ, à. Rất là xịn. Trinh Phạm sen 1,8 m. Lên mã da kèm số mét giùm em. Ủa nâu kèm số mét giùm em ạ, à. Nâu. Đẹp lắm á chị, nâu như thế này. Và cuối cùng là màu đen, lên mã đen kèm số mét giùm em, đen. Đen em có tới 5 cây nè. Thoải mái luôn mấy chị ơi. Ok em sao tiếp? Xô len có giãn không? Giãn 4 chiều, giãn N chiều luôn chị. Xô len là super giãn luôn. Toàn bộ sau lưng em là anti Mỹ giãn 4 chiều hết. Em bán chỉ có 36 ngàn 1 mét thôi ạ. À. Đây ạ. À. À cái này là lót xanh coban 2m10 ngàn mã 10 giùm em ạ. À.
2m10 ngàn mã 10 giùm em ạ. À. Lót xanh cobalt 2m10 ngàn mã 10 giùm em. An Thúy da 1m7. Ok chịu. Đây. Một mảnh Volter mấy chị, Volter tầm rất là đẹp. Hàng này em có 2m ạ, 2m mã đỏ, 2m đỏ có giãn von, von tầm có giãn nha mấy chị. Đây ạ, à, von tầm có giãn giùm em 2m. 2m 30.000 mã 30 giùm em ạ, à. 2m 30.000 mã 30 giùm em, có giãn 4 chiều. 2m 30.000. Mời Thái Hồn. 1m lụa mango đen. À, 1m lụa mango đen, siêu đẹp. 30 Phạm Anh. 1m 19.000 mã 19 giùm em ạ. À. 1m 19.000 mã 19 giùm em. 1m mango đen 19.000 mã 19 giùm em. Cái này 1m 8 mango đen. Có giãn 4 chiều. 30.000, 1m8 30.000 mã 30 giùm em ạ. À. Mango đen giãn 4 chiều. 30.000 mã 30 giùm em ạ. À. Một mảnh KTBC mấy chị, KTBC mai mai áo sơ mi này nọ, mai áo đi chơi cho ông xã hay là cho mình gì cũng được nha. 19 An Thúy. Hút này em có 2m ạ, 2m mảnh này. 2m 24.000 mã 24 giùm em ạ. À. 2m 24.000 mã 24 giùm em nha. Lót đen ạ, à, em có lót đen, có giãn luôn, mịn. Giãn. Em có 2m rưỡi ạ, 2m rưỡi. Lót đen. 2m rưỡi 24.000 mã 24 giùm em ạ. À. Vậy. 23.000 mã 23 giùm em ạ, à. 2m rưỡi 23.000 lót đen. Mã 23 giùm em nha. Lụa mango mấy chị, lụa mango giãn 4 chiều giùm em. Màu đen. 23 Chi Mai Phương. Này em có tầm 2m7 à, 2m7 lụa mango đen, mịn màng giãn 4 chiều rất là đẹp, 2m7. 2m7 42.000 mã 42 giùm em ạ. À. 2m7 42.000 mã 42 giùm em, không đẹp không lấy tiền, mã 42 giùm em nha. Siêu đẹp luôn. Giá chị cắt 30m thì cẩm thù. Chị ơi không có nguyên cây bự á chị. Nó không nhiều nguyên cây bự, em đang sale đòn này hàng khúc không à. Còn hàng khúc không mà không có hàng cây bự chị ơi. Em có hàng cây bự là em chụp cho chị rồi, bán cho nó nhanh. Em có chị với lại hai chị kia 500m hay 1000m chị cũng lấy hết á, nhưng mà không có cây bự. Cái này em có 1m rưỡi à, 1m rưỡi von hàng hoa, mai váy mai áo không cần lót à. Mảnh này 19.000, 1m rưỡi 19.000 mã 19 giùm em. 1m rưỡi 19.000, mai váy mai áo không cần lót giùm em, rất là xịn. Mã 19 ạ. À. 19.000 mã 19 giùm em nha. 19 Thư Nguyễn. Ok chị yêu, đây. Một mảnh lụa két hàng mềm mịn mát giãn bi màu đỏ đô. Bi màu đỏ đô như thế này, mai áo dài, mai áo bà ba, mai áo lẻ có giãn luôn. Mai đồ bộ được luôn, 1m rưỡi. 3m. Chấm bi xíu xiu rất là xinh. 4m rưỡi. Rồi 6m mảnh này ạ, à. 6m 2 mảnh này. Rất là đẹp nha mấy chị ơi, 6m2, chị nào lấy không hết em chia được ạ. À. 6m2 mảnh này. Đây, 6m2 100.000, mã 100 hoặc là 100 chia, em chia làm 3 nha. Mã 100 hoặc là 100 chia giùm em, 6m2 có 100.000 hả mấy chị ơi, quá rẻ. Mã 100 hoặc là 100 chia giùm em ạ. À. Một mảnh KTBC như thế này, mấy chị mai áo à, áo sơ mi đi du lịch này kia rất là dễ thương màu tím ạ. À. Khúc này em có 2m ạ, à, 2m KTBC. Đây ạ, à, 2m có 24.000 thôi, mã 24 giùm em ạ. À. 2m 24.000, mã 24 giùm em nha. Một mảnh von thiêu mấy chị. Một mảnh von thiêu nổi như thế này. Xuất sắc. Khi nào có lại lụa màu? Đây ạ, à, 1m9. Em lụa màu em có nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng chị mua cái gì mới được. 1m9 21.000, mã 21 giùm em ạ. À. 1m9 21.000, mã 21 giùm em ạ. À. Em lên 1kg mấy mét vậy em, cảm ơn. 2kg 2m4 á chị. 1kg đúng 2m4 là tính nha, em bán có 120.000 1kg à, quá rẻ luôn mấy chị.
21 tạm anh. Em bán là bao giá thị trường luôn á. Lụa mango màu đỏ đô ạ. Lụa mango màu đỏ đô như thế này, mềm mịn mát giãn 4 chiều. Khúc này em có 1m6 ạ, 1m6 lụa mango màu đỏ đô. May đồ công sở giùm em nha, 1m6 36.000. Bao đẹp cho mấy lụa chị luôn, đẹp lắm, mã 36 giùm em ạ. 36.000 mã 36 giùm em ạ. Một mảnh von chinh phong. Von chinh phong hàng cây nha mấy chị. Hồi chưa em cắt ra, von chinh phong rất là xinh. Von chinh phong 1m5. 4m5. Em có 4m5 mảnh này ạ, à. Von chinh phong 4m5. Xuất sắc mấy chị. Này. 36 Nguyễn Thị Kim Ngân. 4m5 có 47.000 thôi mấy chị. 4m5 47.000, mã 47 giùm em ạ. À. 4m5 47.000, mã 47 giùm em. Không đẹp không lấy tiền luôn. Một mảnh von caro như thế này. Von caro màu tím. 1m5. Sâu lên có màu vàng bò và cam đất. 3. Em có 4m mảnh này, 4m ạ. À. 4m mảnh này. 4m 54.000 mã 54 giùm em ạ. À. 4m 54.000 mã 54 giùm em. Quá rẻ mấy chị. 4m 54.000 mã 54 giùm em ạ. À. 47 Huỳnh Thủy. Màu vàng bò em thấy nó giống màu này nè chị ơi. Màu vàng bò nó gần giống màu này. Hoặc là màu này. Đây. Em có cả hai màu nâu 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 da da như thế này. Đây ạ. À, cái này lên mã da kèm 6m giùm em. Còn cái này lên mã nâu kèm 6m giùm em. Em có hai màu giống vậy. Màu nâu đất hoặc là màu vàng bò thì chị lấy mấy cái màu này giống giống cho em nha. 54 nghe Nguyễn. Rồi ok. Em có mảnh này. Siêu đẹp luôn. Đây. Không đẹp không lấy tiền nha mấy chị. Đây, lưới nè mấy chị ơi. Lưới nè, lưới thiêu giùm em, lưới thiêu hình trái tim. Thằng này em có vài mét thôi, 1 mét, 2 mét, 3 4, 5, 6 mét ạ, à, tầm 6 mét. 6 mét rất là đẹp mấy chị. 6 mét lên 70 ngàn giùm em. 6 mét 70 ngàn em bán cho nó xong rồi mấy chị. 6 mét 70 ngàn mã 70 giùm em ạ. À. Cái đó thường không có bán luôn. Thằng này. Thằng này em có 3 mét 20 ngàn mã 20 giùm em ạ. À. Von kính trắng. Đây ạ, à, 3 mét 20 ngàn mã 20 giùm em nha. 3 mét 20 ngàn. Có satin bóng không chị? Mua vay hoài. Có chị ơi, đây satin bóng này. Mới nhắc nó có luôn. Mềm mịn mát có giãn. Siêu đẹp, màu bơ mấy chị ơi. Màu xanh bơ. Không đẹp không lấy tiền nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Satin 70 Giàu Nguyễn. 20 Diễm Nguyễn. Em có 4m ạ, 4m satin. Satin màu bơ, rất là đẹp. 4m 4m 75.000 mã 75 giùm em ạ. 4m có 75.000 thôi mấy chị. Mã 75 giùm em. 4m 75.000 mã 75 giùm em nha. 4m mã 75 giùm em ạ. À. Một mảnh lụa cát hàng mấy chị, lụa cát hàng. Mềm mịn mát có giãn 2m giùm em ạ. À. Em có 2m lụa cát hàng beo. 2m 33.000 mã 33 giùm em ạ. À. 2m 33.000 mã 33 giùm em. 75 Đỗ Mỹ. Đây, một mảnh lụa đẹp chứ mấy chị. May váy cho áo, may may áo cho mình hay là may áo cho bé thì cũng xinh hết mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Thằng này em có 1m ạ, 1m. Rất là đẹp luôn. Huỳnh Thủy. Này em có một miếng may cho con em rồi, dễ thương lắm. 1m 13.000 mã 13 giùm em ạ. 13.000 mã 13 giùm em. 13.000 mã 13 giùm em nha. Đây ạ, à, một mảnh lụa này. Lụa satin mấy chị. Nó bị lủng một lỗ chỗ này nha. 1m. Em cũng biết mấy mét nữa. Mềm mịn mát có giãn satin xịn mấy chị. Thằng này em có 1m2 ạ, à, 1m2 mảnh này. Rất là đẹp. 1m2 21.000 mã 21 giùm em ạ. À. 1m2 21.000 mã 21 giùm em ạ. À. 21.000 mã 21 giùm em nha. Một lưới thiêu mấy chị, lưới thiêu dập ly. Lưới thiêu dập ly như thế này. 21 Trung Nguyễn. Cái này em có 2m ạ, à. 2m mảnh này, dập ly. 2m 20.000 mã 20 giùm em ạ, à. 2m 20.000 mã 20 giùm em nha. Thằng này, von kính
hình bướm bướm đấy chị ơi, 1m2. Thằng này em có 2m à, 2m vôn kính bướm bướm, siêu dễ thương luôn mấy chị. Màu bướm bướm như thế này, 2m à, 2m 20.000, mã 20 dùm em ạ. 2m 20.000, mã 20 dùm em, đẹp lắm mấy chị. 2m 20.000, mã 20 dùm em ạ. 20 Yamanri, hai cái 20 rồi, quên nữa. Bướm bướm là 21 đi mấy chị ơi. Đây à, dịch kim mấy chị ơi. Beo dịch kim, xịn sò lắm mấy chị. Beo dịch kim như thế này. May váy may áo, cái này em có 2m à. May váy may áo khỏi cần lót mấy chị, 2m. 2m beo này 22.000, mã 22 giùm em ạ. 2m beo 22.000, mã 22 giùm em nha. Xuất sắc luôn, mã 22 giùm em ạ. Một mảnh lụa, lụa này lụa 100D, hàng cây mấy chị, beo màu xanh, hàng cây. 22 bạc anh. 2m à. 2m, lộ 100D. Đây à, 2m 35.000, mã 35 giùm em nha. 2m 35.000, mã 35 giùm em, mềm mịn mát có giãn. 2m 35.000, mã 35 giùm em ạ. À. Một mảnh von heel mấy chị, một mảnh von heel hoa chằng chịt như thế này, tầm 1m hoặc là 9 lắc gì đó. Thằng này 13.000, mã 13 giùm em ạ. À. 13.000, mã 13 giùm em nha. Đẹp lắm. 13.000, mã 13 giùm em ạ. À. Đỗ Mỹ 2m2 tim. Ok chị yêu. 13 Hạ An. Đây à, một mảnh lụa dúng, lụa dúng chấm bi nha mấy chị, lụa dúng chấm bi. May váy may áo hay may đồ bộ đều được luôn. Thằng này. Thằng này em có 2m à, 2m mảnh này. Siêu đẹp, mềm mịn mát có vậy. 2m 25.000, mã 25 giùm em ạ. 2m 25.000, mã 25 giùm em nha. 2m 25.000. Satin sọc mấy chị, satin sọc mềm mịn mát có giãn, satin sọc giùm em. Thằng này em có 2m ạ, 2m satin sọc. 2m 30.000, mã 30 giùm em ạ. 2m 30.000. Mã 30 giùm em nha, mềm mịn mát có vậy. 2m 30.000. Mã 30 giùm em ạ. 30 Ayami Ngọc Huyền. Đây à. 25 Ngân Nguyễn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Von dúng thiêu như thế này. 1m ạ. 1m 6.000, mã 6 giùm em ạ. 1m 6.000, mã 6 giùm em. 1m 6.000, mã 6 giùm em nha. Một mảnh lụa, lụa nhung hai da, lụa mặt nhung hai da màu xanh đen không có giãn giùm em. Khúc này em có 2m à. 2m lụa mặt nhung hai da, 2m màu xanh đen. 2m 28.000, mã 28 giùm em, siêu đẹp. 2m 28.000, mã 28 giùm em ạ. À. 2m 28.000. Lụa mặt nhung. 6 Diễm Nguyễn. 2m 28.000, mã 28 giùm em ạ. À. Lụa dâu mới chơi. Lụa dâu siêu đẹp luôn, may đồ bộ may váy may áo gì cũng được hết. Khúc này em có 2m à. Khúc này em có 2m lụa dâu. Đây, 2m 31.000, mã 31 giùm em ạ. À. Có giãn luôn, 2m 31.000. Mã 31 giùm em. 28 Huỳnh Thị Hoa Hồng. 28 nó không có giãn nha chị Huỳnh ơi, cô Huỳnh Thị Hoa Hồng ơi. 31 Diễm Nguyễn. Đây à, poly mấy chị. Poly ép rất là xịn nha. Cái này em có 1m ạ, à. 1m giùm em. May và cho bé, 1m 20.000, mã 20 giùm em ạ. À. 1m 20.000, rất là xịn, mã 20 giùm em ạ. À. 1m 20.000, mã 20 giùm em nha. 1m 20.000. Một mảnh lụa KT. KT mới dễ, 2m KT ạ. À. 20 Võ Diễm. 2m KT 24.000, mã 24 giùm em. Mai cái áo sơ mi đi biển này nọ rất là dễ thương. 2m 24.000 KT. Mã 24 giùm em nha. Lụa mango mấy chị ơi, lụa mango đen giãn 4 chiều, siêu đẹp. Lụa mango đen giãn 4 chiều giùm em. Khúc này em có 2m 7 luôn. 2m 7 lụa mango đen, đen tuyền luôn mấy chị. 24 Nga Nguyễn. 2m 7. 2m 7 42.000, mã 42 giùm em ạ. À. 2m 7 42.000, mã 42 giùm em. Quá xuất sắc mấy chị ơi.
lụa mango đen kép, em có khúc 1m6. 1m6 mango đen. 1m6 30.000 mã 30 giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi. 30.000 mã 30 giùm em nha. 42 diamantry. Đây chị nào mà khoái mặc áo khoái hay là may quần hay là may áo sơ mi trong xã thì mấy chị không nên bỏ qua mảnh này. Lập thể siêu đẹp luôn. May quần sọt cho mình, may quần sọt trong xã hay là may áo khoác cho mình gì cũng được hết, áo sơ mi gì cũng được hết. Khúc này em có 2m à. 2m lụa mềm mịn mát nhưng mà không có giãn mấy chị ơi, nó dày nha. Đây 2m 42.000 mã 42 giùm em. 2m 42.000 mã 42 giùm em. Đẹp lắm mấy chị. Mềm mịn mát có giãn. Ồ không có giãn. 42.000 mã 42 giùm em. 36 Trung Nguyễn. Rồi, em còn một khúc lụa linen. Linen màu hồng. Hồng cam như thế này, linen xước nha mấy chị. 30.000 một mét, em có. Đây, khúc này em có 3m. 3m 60.000 mã. Ủa, 3m 90.000 mã 90 giùm em ạ. 3m 90.000. Linen xước mấy chị, linen xước giùm em. 3m 90.000. Mã 90 giùm em ạ. Một mảnh lụa mango màu xanh coban mấy chị, mango xanh coban. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Mềm mịn mát có giãn. Lụa mango xanh coban giùm em. Khúc này em có 1m rưỡi ạ. Giãn 4 chiều. Đây ạ, 1m rưỡi 31.000 mã 31 giùm em ạ. 1m rưỡi 31.000 mã 31 giùm em. Mềm mịn mát có giãn mango xanh coban. 31.000 mã 31. Gì? Satin màu cam. Dạ không ạ, không có satin cam ạ. 31 Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây ạ, à, satin màu kem mấy chị. Em có một khúc satin kem như thế này. Khúc này satin kem. Khúc này em có 1m rưỡi ạ. 1m rưỡi khổ 1m. Khổ 1m6. 1m rưỡi khổ 1m6 giùm em. Màu kem. 1m rưỡi 20.000 mã 20 giùm em ạ. 1m rưỡi 20.000 mã 20 giùm em nha. Lụa này là lụa. Đây à, lụa này lụa đuổi mềm mịn mát có giãn mấy chị. Màu xanh tím tím như thế này, y gan như trong livestream giùm em nha. Hàng này em có 2m6 ạ, 2m6 mảnh này. May đồ công sở là xuất sắc luôn mấy chị ơi. Mềm mịn mát giãn 4 chiều. 20 Đỗ Mỹ. 2m6 58.000 mã 58 giùm em nha. 2m6 58.000 hàng công sở rất là đẹp. Mã 58 giùm em. Công sở em không có đủ bán nữa mà bữa nay sale cho mấy chị luôn. 2 này là lót kem mấy chị, lót mà mở gà. 2m 20.000 mã 20 giùm em ạ. À, mềm mịn mát có giãn. 2m 20.000 mã 20 giùm em. 58 Thanh Hương Ly. 2m 20.000 mã 20 giùm em nha. Lót màu Dân Loan. Lót màu xanh biển mấy chị, lót màu xanh biển. Hàng này em có mềm mịn mát, lụa chinh phong giãn 4 chiều. Hàng này em có 3m rưỡi 35.000 mã 35 giùm em. 3m rưỡi 35.000 mềm mịn mát có giãn. 3m rưỡi 35.000 mã 35 giùm em ạ. À, lót kem 1m rưỡi 3m 4m rưỡi. À, 6m 60.000 mã 60 giùm em. Chị nào lấy không hết thì chia đôi ạ. À, 6m 60.000 mã 60 giùm em ạ. À, 35 tháng 1 sẽ tấp tần tật chỗ cái mảnh này. Lụa Latin mấy chị, lụa Latin rất là đẹp nha. Màu này màu kiểu màu da da hồng hồng trắng trắng nè em ạ. À, khổ 1m6, dài 3m ạ. À, mềm mịn mát có giãn, dài 3m, khổ 1m6 giùm em. 60 Liên Nguyễn. Nè, 3m 50.000 mã 50 giùm em ạ. À, 3m 50.000, rẻ cho mấy chị ơi. 3m 50.000 mã 50 giùm em. 3m 50.000 ạ. À, đã tất tần tật phút tuần tuột mấy chị. Đây, lụa 100D không có đủ bán nè mấy chị. Đẹp chưa mấy chị? Lụa 100D. Mềm mịn mát có giãn luôn. 25.000 mét bữa nay sale luôn nè. 50 Trần Thi. Em có 2m ạ, à, 2m lụa 100D xịn. Đây, 2m 35.000 mã 35 giùm em nha. 2m 35.000 mã 35 giùm em ạ. À, 2m 35.000, người ta bán 35.000 mét, rồi em bán 35.000 2m.
35 hạng A. Satin mấy chị ơi. Satin màu hồng. Satin màu hồng phấn siêu đẹp. Mềm mịn mát giãn, mai pyjama, mai áo, mai váy cũng xinh hết. Thằng này em có 1,5 m. 3 m. Em có 3,5 m mảnh này, 3,5 m mấy chị. 3,5 m 52.000 mã 52 giùm em ạ. 3,5 m 52.000 mã 52 giùm em nha. 52.000. Màu da mấy chị ơi, màu da. Satin màu da, mềm mịn mát giãn. Thằng này em có 2 m ạ, 2 m satin da. 2m 30.000 mã 30 giùm em ạ. 2m 30.000. Đẹp lắm mấy chị, mã 30 giùm em. 2m 30.000 satin đó mấy chị ơi, mềm mịn mát có giãn hết, may pyjama, may đồ bộ, may đồ ngủ cũng xinh hết mấy chị. Đây ạ, à, linen. Linen này rất là đẹp nha. Linen rất là xinh. Em còn vài mét nữa là em hết rồi. 30 mô Phan Huỳnh. Đây ạ, à, 30.000 một mét lên mã 30 kèm 6 m giùm em. Linen xanh như thế này, đẹp lắm mấy chị. 30.000 một mét lên mã 30 kèm 6 m giùm em, màu xanh như thế này, đúng như mình mấy chị, đẹp lắm. Linen lên nền xanh 30.000 một mét lên mã 30 kèm 6 m giùm em nha. Còn một cây luôn mấy chị. 30.000 một mét ạ, à, lên mã 30 kèm 6 m giùm em. Thằng này đẹp lắm mấy chị ơi, để em mở đèn cho mấy chị coi. Đây. Đây một mảnh lụa ánh kim mà nó có ép nhung lên mấy chị, ép nhung lên nữa nha. Ép nhung hoa 3D rất là xịn luôn mấy chị ơi. Ép nhung hoa 3D. Đây, nhung này là nhung 3D giùm em nha. Đẹp lắm. 12.000 một mét ha mấy chị, lên mã 12 kèm 6 mét thì mấy mặt, em còn vài mét nữa là hết rồi. Có lên nền trắng và đen không em? Không, em còn có con cây đó hả chị ơi. Lên mã 12.000 kèm 6 mét thì mấy mặt, 12.000 một mét von. Này là kiểu như nó là lụa ánh kim. 12.000 một mét lên mã 12.000 kèm 6 mét thì mấy mặt, rất là đẹp mấy chị. 12.000 ạ. 12 Phan Thị Mỹ Tho 2 mét. Ok chị yêu. Lên mã 12.000 kèm 6 mét thì em nha. Vài mét nữa là em hết rồi, 12.000 một mét thôi ạ. À. Ngân Lê 4 mét. Ok chịu. Diễm Nguyễn mã 30 2 mét. Ok chịu. 12.000 ạ, à. 12.000 kèm 6 mét giùm em. 12 Diễm Nguyễn 2 mét. Ok chịu. Lên mã 12 giùm em ạ. À. Diamandri 4 mét mã 12. 2 mét. Rồi 4 mét là hết luôn á em ơi. Rồi em hết 12 ạ. À. Lên nền em có lên nền hoa nè mấy chị. Còn một khúc chút xíu xìu xiu. Rồi em bán 30.000 một mét luôn. Lên nền hoa mấy chị ơi. Đây, lên nền hoa. Lên mã 30, ở lên mã. Lên mã hoa kèm 6 mét giùm em nha. Hoa kèm 6 mét giùm em ạ. À. Lên nền hoa em bán 30.000 một mét luôn. Lên mã hoa kèm 6 mét giùm em. Khổ mét 6 mấy chị. May áo sơ mi, may quần sọt hay là may quần gì cũng xinh hết. Lên nền hoa như thế này. Lên mã hoa kèm số mét thì em 30.000 một mét. Còn có một mét, vài mét nữa là em hết rồi. 1,5 m. 3 m. 4,5 m. Rồi em còn có 5 m nữa là em hết rồi. 5,5 m. À, Diễm Nguyễn 3 m. Rồi em còn 2 m cuối cùng. Mảnh này lụa cô tông xịn sò có giãn mấy chị. Áo giả bà ba váy rất là xinh. Hai chân một đầu như thế này, rất là đẹp nha chị ơi. Thằng này. Chị Dân Loan lấy 2 mét được không chị? Chị Dân Loan ơi, chị lấy 2 mét được không chị? Còn đúng 2 mét hờ. Chị bình luận 1,7 m. Chị ơi, chị lấy 2 mét luôn giùm em nha. Thằng này ạ. À, lụa này là lụa cô tông xịn mấy chị. Mềm mịn mát có giãn mấy chị, rất là xuất sắc nha. Thằng này em cam đoan với mấy chị, lụa rất là xịn. May váy, may áo, áo giả bà ba đồ bộ được hết. 4,5 m. 6 m. Chị Dân Loan ơi, lấy 2 mét được không ạ? À? Okay. 7,5 m. Em có tổng cộng 8 mét ạ. À. 8 mét mảnh này. Chị nào lấy em hết mình chia làm 4 nha. 8 mét. Rất là đẹp. 8 mét ạ. À. 8 mét này 250. Em giảm còn 200.000. Mã 200 nhà em ạ. À. 8 mét 200.000. Chị nào lấy hết. Còn chị nào lấy không hết thì bao nhiêu đó? Em đưa là 30.000, em bán 25.000 một mét đi. Đẹp lắm mấy chị. Lên mã 200 giùm em lấy hết. Siêu siêu đẹp luôn á.
Thằng này à, một mảnh von, một mảnh von sớ vải như thế này, mềm mịn mát dẻn, von hàng hoa. Khúc này em có 1,5 m, 3 m, em có 4 m à, 4 m mảnh này, 8 m đây à, 50.000 mã 50 giùm em ạ. 5 m 50.000, ủa rẻ vậy đâu, 5 m 50.000 mã 50 giùm em nha. Không, này 4 m nè, 4 m 50.000 mã 50 giùm em ạ. 50.000 mã 50 giùm em ạ. 50 Liên Nguyễn. Ok chịu. 200 Mỹ Trang Phạm Thị Lôi. Ok chịu. Em còn khúc 2 m nè mấy chị. Em còn khúc 2 m của em nè. Ủa 1m8 à. Mét 8 nè, không đủ 2 m. Đỗ Mỹ hoa xanh 2 m. Ngân Đặng 200 chia 4. Ok chịu. Cái này em còn khúc 1m8 mấy chị. Em còn khúc 1m8 nha. Ok. 1m8 này 55.000 mã 55 giùm em. 1m8 55.000 mã 55 giùm em ạ. Xinh lắm. Em có khúc này may rèm giùm em ạ. Khúc này may rèm giùm em. Em bán mấy chị 10.000 một mét về may rèm giùm em nha. 10.000 một mét ạ, à, may rèm. Khúc này em có 1,5 m. 3 mét. 4 mét ạ, à, 4 mét 40.000 mã 40 giùm em ạ. À. 4 mét 40.000 may rèm giùm em, không có giãn. 4 mét 40.000 may rèm giùm em nha. Mã 40. Em bonus tặng thêm khúc này 1 mét mấy nữa, tức là 5 mét 40.000 ạ. À. Mã 40 giùm em ạ. À. Siêu đẹp luôn. Một mảnh von chinh phong mấy chị, may áo lẻ, may váy rất là xinh. 40 Ngân Đặng. Đây. Đẹp lắm mấy chị. Đây à, một mảnh von chinh phong như thế này. Cái này siêu siêu đẹp luôn giùm em nha. 1,5 m. 2 m. Von chinh phong mềm mịn mát rũ. May áo, may váy, may áo dài bà ba giùm em ạ. À. Cây này em có ít thôi. Thằng này có 12.000 một mét, 12.000 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 12.000, nó là von hàng cây chính phẩm mấy chị. 12.000 một mét ạ, à. Lên mã 12.000 kèm 6 mét giùm em. Đây, đẹp lắm mấy chị. 12.000 kèm 6 mét giùm em nha. Mã 12.000 kèm 6 mét giùm em. Đây, rất 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 là đẹp. Này, đẹp lắm mấy chị. 12.000 ạ. À. Hàng cây chính phẩm 12.000. Mã 12.000 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Có 5-6 mét hả? Không có nhiều. 12 Phạm Anh 1,5 m. Ok chịu. 12.000 kèm 6 mét giùm em nha. Em còn 1,5 m nè. Thanh Hằng 1,6 m. Ok chịu. Hoàng Thị Hoa Hồng 1,5 m. Ok chịu. Rồi em còn khúc 2 mét nữa là hết ạ. À. 2 mét trinh Phạm. Ok chịu. Rồi à, hết à. Một mảnh lụa, một mảnh lụa satin. Mảnh này mấy chị may váy may áo là đẹp nha. Khỏi lót cũng được mà may quần thì không được nha mấy chị. May quần thì hơi mỏng. Này mấy chị em thấy đẹp nhất là may một cái áo lẻ giùm em. Thằng này em có 1m1 ạ. 1m1 mềm mịn mát có dạng 1m1 satin đen mỏng. 1m1 16.000 mã 16 giùm em ạ. 1m1 16.000 mã 16 giùm em. 16.000 1m1 mã 16 giùm em nha. Cây dừa mấy chị ơi. Cây dừa hổm cài em bán rất là nhiều. May đồ cho ông xã, may váy, may quần. Ủa lộn, may áo cho ông xã nè. May quần sọt cho mình nè, may quần sọt cho ông xã. Hay may nguyên bộ gì cũng được hết. Ai điện gì điện hoài vậy trời. 16 Thương Nguyện 1,5 m. Cây dừa, để em coi bao nhiêu tiền một mét nha, tại này em còn cây. Ở xa em gom hết ra ngoài cho em. Ờ, mấy cây dừa, còn không? Gom 2 cây hết. 2,7 m. Em có 2,7 m cây này. Cây dừa, lụa rất là mịn nha. Nó không có giãn thôi, mịn và dày, đã lắm. 2,7 m có 58.000 thôi, chia ra anh chị coi. 58 chia 2,7 là bao nhiêu, rất là đẹp mấy chị. Lên mãi dừa kèm 6 mét giùm em nha. Dừa còn kèm nhiêu? Có 21.000 một mét mấy chị ơi, rất là mịn luôn, cực kỳ mịn giùm em.
21.000 một mét à. Hôm nay em bán gần hết rồi, em còn có 3 cây à. Hôm trước gì có chục cây á. Xịn lắm, xịn luôn mấy chị. 21.000 kèm 6 mét giùm em nha. Đây à, satin nâu tây mấy chị, mềm mịn mát, có dạng satin màu nâu tây. Lá che thì màu tím tím, nhìn rất là sang. Áo dạ bà ba váy giùm em. Mềm mịn mát có dạng à. Satin màu nâu tây như thế này. Khúc này em có 1,5 m, 3 m, 4,5 m. Rồi em có 5 m mảnh này, 5 m. 5 m satin, mềm mịn mát có dạng 5 m à. 5 m có 66.000 thôi mấy chị. 5 m 66.000, mã 66 giùm em ạ. À. Xuất sắc mấy chị. 5 m 66.000, mã 66 giùm em. Vậy nào lát mới thì chia đôi ạ. À. Một mảnh lưới thiêu mấy chị. Lưới thiêu như thế này. Một mảnh lưới thiêu đủ thứ như thế này, rất là xịn. Lưới thiêu trái tim giùm em nha. 1 2 3 4 5 6 7. Em có 7 m à. 7 m 70.000 mã 70 giùm em ạ. À. 7 m 70.000 mã 70 giùm em, chị nào lấy mất chia đôi ạ. À. 66 Phạm Anh. Một mảnh lụa cát hàng mấy chị, lụa cát hàng mình đỏ đô, rất là xịn. Mềm mịn mát có dạng nha, lụa cát hàng màu đỏ đô. May áo may váy giùm em nha. Có dạng nhẹ mấy chị. Khúc này em có 70 Nguyễn Ngọc Hạnh. À. Khoảng 1,5 m. Mệt quá. Em bán mấy chị 10.000 một mét luôn. Lên mã 10.000 kèm 6 mét giùm em đôi, mệt quá. Màu đỏ đô mấy chị. Lên mã 10.000 kèm 6 mét giùm em ạ. 10.000 một mét. Mềm mịn mát có dạng. Lên mã 10.000 kèm 6 mét giùm em bay vô lấy giùm gì miếng nước mắm ơi. À 10.000 một mét ạ. À. Lên mã 10.000 kèm 6 mét giùm em nha. Ủa gì? Mã 10 ạ. À. 5 mét 10.000 ok chịu. Mã 10.000 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Chị Liên Nguyễn 20 m hả? Em không biết em còn đủ không nữa. 3 m, 4 m rưỡi, 6 m, 7 m, 8 m hả? Em để hết cho chị Nguyễn Công Hạnh luôn nha. Còn có 8 m hả? Mảnh này Nguyễn Công Hạnh đó em. 8 m, 80 ngàn. Mảnh này đây à, một mảnh lụa mấy chị, lụa gân như thế này rất là xuất sắc, lụa gân. Đây khúc này em chỉ có 1,8 m thôi ạ. À, 1,8 m mảnh này. May váy may áo, áo dạ bà ba hay đồ bộ gì cũng được, không có giãn. 1,8 m. 1,8 m có 35.000 thôi mấy chị ơi, mã 35 giùm em ạ. À. 1,8 m 35.000, mã 35 giùm em nha. 35.000 ạ. À. Nguyễn. Em còn 35 nha mấy chị ơi. 1,8 m 35.000, tức là bao nhiêu tiền mét em chim chị ơi. Thằng này em còn 1,5 m. 19.000 một mét ạ. À. Em còn 3 m, 4,5 m. Em còn đúng 5 m mấy chị ơi, rất là đẹp. 5 m, 5 m mấy chị ơi, đẹp lắm, lấy hết đi em. Đây, 5 m có 90.000 đó mấy chị, mã 90, chị nào lấy mất chia ạ. À. 5 m 90.000, mã 90 giùm em ạ. À. Nga Nguyễn 19.000 5 m. À ok hết ạ. À. Một mảnh lụa mấy chị, lụa này lụa xịn giùm em nha. Lụa này lụa BC xịn, áo dạ bà ba, váy hay là áo lẻ hay là đồ bộ gì cũng được hết, giãn gần như là 4 chiều luôn. Biên xù 7 màu như thế này. Biên đẹp á mấy chị. Hôm nay em có 1,5 m. 3 m. Em có 3,2 m ạ, à. 3,2 m mảnh này. Áo dài bà ba, đồ bộ, váy áo lẻ gì được hết. 3,2 m. 3,2 m 55.000, mã 55 giùm em ạ. À. Siêu đẹp. 3,2 m 55.000, mã 55 giùm em nha. Vậy nào lát mốt này 55 chia đôi ạ. À. Mã 55 hoặc là 55 chia đôi giùm em ạ. À. Xinh lắm. 55 Phạm Oanh. Ok chị yêu. Đây ạ, à, em có cái mảnh này. Super đẹp. Đây. Em còn cây này. Cây caro như thế này, một cây von caro ạ. À. Thằng này chỉ có 15.000 một mét thôi ạ. À. Lên mã 15.000 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 15.000 một mét, lên mã 15. Nó là von gân như thế này.
và có giãn nhẹ luôn mấy chị. 15.000 một mét, lên mã 15.000 kèm số mét giùm em ạ. May váy may áo cần lót giùm em nha, xuất sắc mấy chị. 15.000 kèm số mét giùm em ạ. 15.000 một mét, lên mã 15.000 kèm số mét giùm em nha. Khúc này em còn 1,5 m, 3 m, 1,5 m, 6 m. Rồi em còn 6,5 m là hết ạ. 6,5 m là hết. Bộ chấm bi xanh đen như thế này, đẹp lắm mấy chị. Mềm mịn mát có giãn, may đồ bộ, may váy, may áo, may áo giả bà ba giùm em nha. 1,5 m, 3 m. Em có 4 m mảnh này ạ, 4 m. Lấy không hết thì mình chia đôi nha mấy chị ơi, 4 m mảnh này. 4 m 66.000, chị nào lấy không hết thì 66 chia đôi ạ. Mã 66 hoặc là 66 chia đôi giùm em. Cái đó chưa tới 6 m. Thằng này em có một mảnh lụa mấy chị, một mảnh lụa két, lụa von két như thế này, có giãn nhẹ luôn. Em bán mấy chị 5.000 một mét, lên mã 5 kèm 6 mét giùm em ạ. 5.000 một mét, lên mã 5 kèm 6 mét giùm em. Em còn 2 4, ok chịu. 5 6 7, em còn 7 m 35.000, mã 35 giùm em ạ. 7 m 35.000, mã 35 giùm em nha. Ủa cây này nó xinh, nó là lụa bột mấy chị. Lụa bột mấy chị có thể may rèm giùm em, đẹp lắm. Em bán mấy chị 11.000 một mét, lên mã 11.000 kèm 6 m giùm em ạ. 11.000 một mét, lên mã 11.000 kèm 6 m giùm em. Em còn 4,5 m. 55.000 thôi. 6. Em còn 7 m ạ. 7 m, 77.000, mã 77.000. Chị nào lấy không hết thì 11.000 kèm 6 m giùm em. Còn 7 m thôi mấy chị ơi. Rất là đẹp. Đây một mảnh von này, siêu đẹp luôn mấy chị. Von này là von 56 như thế này, Dior Anchit đó. Cái vân này đang rất là hot mấy chị ơi. Màu xanh ve chai. 1,5 m, 3 m, 4,5 m. Ngô Lợi 11.000 2 m, 6 m. Thanh em... Hương Lý 2 m. Đây này có tổng cộng 7 m mấy chị. Cái đó có tổng cộng mấy mét quên này, 7 m luôn em. Đủ chưa? Nè, 7 m 70.000, mã 70 giùm em ạ. 7 m 70.000, von. Von Chinh Phong 7 m 70.000, mã 70 giùm em ạ. 7 m 70.000, mã 70 giùm em ạ. Cái dừa này em bán mấy chị 20.000 một. Chị Nga Nguyễn, chị lấy 7 m nào? Chị Nga Nguyễn ơi, chị lấy 7 m nào vậy chị ơi? 7 m 70.000 ha, chị lấy 7 m nào chị ơi? Hay là 7 m 77.000 vậy chị? Chị lấy lụa nào? Thằng này ha, thằng von nào, cái nào cũng 7 m đó. 7 m 70.000 ha, 7 m 77.000 chị ơi. 70.000 Nguyễn. Ok. Lụa dừa này em bán mấy chị 20.000 một mét thôi. Lên mã 20 kèm số mét giùm em, còn vài mét nữa là hết mấy chị ơi. Bao mịn bao mát cho mấy chị luôn, may quần sọ cũng được, may áo sơ mi cho ông xã cũng được, may áo cho mình cũng được luôn, rất là xinh. May quần hay là may quần sọ hay là may đồ bộ hay may gì cũng được hết. Lên mã 20 kèm số mét thì em ạ, 20.000 một mét. Ngân Lê 11.000 2 mét. Ok là em hết luôn mấy chị ơi. Này, lên mã giùm em, lên mã 20.000 kèm số mét giùm em nha. Cây dừa rất là xinh. À, lên mã 20 kèm số mét giùm em ạ. Cho mình hỏi sọc kế ở bên trên. Sọc kế ở bên trên lại là sọc trẻ hả? Đây. Sọc này là anti Mỹ 36.000 một mét thôi ạ. À. Anti Mỹ 36.000 mới vừa về hồi chiều luôn. Rất là đẹp mấy chị. Anti Mỹ dạng 4 chiều. 36.000 một mét anti Mỹ chuẩn Mỹ luôn nha mấy chị. Tính ra chỉ có 100.000 110.000 một ký thôi, quá rẻ mấy chị. Đây ạ, à, lên mã sọc 1 kèm số mét giùm em ạ. À. Ớt 1 kèm số mét giùm em. Chữ ớt 1 là chữ viết tắt của chữ sọc á mấy chị. Ớt 1 kèm số mét giùm em ạ. À. Siêu siêu đẹp luôn, ớt 1 kèm số mét giùm em nha. Sọc này may đồ bộ rất là xinh, anh đi Mỹ mấy chị. Sọc em mới vừa về cái đợt luôn á. Lên mã sọc ớt 1 kèm số mét giùm em ạ. Rồi em bán hết được luôn. Mã ớt 1 kèm số mét giùm em nha. Đây em có một mảnh satin màu sen như thế này, mềm mịn mát có dạng satin màu sen,
màu hồng tím sen. Khúc này em có 2,5 m à, 2,5 m. 2,5 m 30.000 mã 30 giùm em ạ. À. Đây, 2,5 m 30.000 mã 30 giùm em. 2,5 m 30.000. Von kính màu da rất là xinh. 2 m von kính màu da 14.000 mã 14 giùm em ạ. À. 30 Nguyễn Ngọc Hạnh. 2 m sao tên màu da. Đây ạ. À. Lụa đỏ đô màu chữ như thế này, đẹp chưa mấy chị? Mềm mịn mát có giãn nha, chữ ạ. À. Thằng này em có 1,5 m. Em có 2 m ạ, à. 2 m chữ như thế này. 2 m 20.000 mã 20 giùm em ạ. À. 2 m chữ như thế này, 20.000 mã 20 giùm em nha. 14 Tiên Nguyện. Em còn von kính màu tím nữa cũng 14.000 mã 14 giùm em ạ. À. 14.000 mã 14 giùm em màu tím. 20 Nguyễn Ngọc Hạnh. Đây em có khúc này, siêu đẹp nha. Nó là von tơ màu xanh lá mấy chị. Von tơ màu xanh lá như thế này, đẹp lắm mấy chị ơi. Von tơ màu xanh lá nha. 14 Ngân Lê. Hàng này hình như nó là 5,8 thì phải, quên rồi. Cái tem nó mất tiêu rồi. Siêu đẹp luôn, hồi chiều mới đâu. Đây ạ, à, rất là đẹp. Nguyên khúc này 1,5 m, 3 m, 4,5 m, 6 m. Em có 7,5 m mà nè, 7,5 m nha mấy chị, 7,5 m hoặc là 7,5 m hơn luôn. Volter à, siêu đẹp, màu hình chiếc lá màu xanh, 7,5 m, 7,5 m 56.000 mã 56 giùm em ạ. À. 7,5 m 56.000 mã 56 giùm em ạ. À. 7,5 m 56.000. Mảnh này von heel dịch kim, von ở là von heel nổi mấy chị, von heel bi nổi. Thằng này em có 1,1 m ạ. À. 1,1 m von bi nổi. 56 Ngao Nguyễn. 1,1 m 13.000 mã 13 giùm em ạ. À. 1,1 m 13.000. Mã 13 giùm em. Một mảnh lụa mấy chị, lụa có giãn nha, xuất sắc luôn mấy chị. Một mảnh lụa có giãn. Khúc này em có 1,2 m. 1,2 m may áo giùm em ạ. À. 1,2 m mảnh này. 13 Tạ Ngọc Trân sẽ cô Nguyễn Ngọc Hạnh. 1,2 m, 1,2 m 15.000 mã 15 giùm em ạ. À. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại nha chị ơi. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại ạ. À. Đây à, một bộ thun dài 1,8 m giùm em ạ. À. Một bộ thun dài 1,8 m giùm em. Em bán với chị 50.000 mã 50 giùm em ạ. À. Thun này 50.000 mã 50 giùm em nha. Dài 1,8 m, khổ 1,6 m, 50.000 mã 50 giùm em ạ. À. Xuất sắc, 50.000 mã 50 giùm em nha. Một mảnh lụa satin mấy chị ơi. Ủa, lụa này. Lụa này lụa satin mờ, mềm mịn mát có giãn, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng cây dính phẩm luôn á, 1,5 m. 3 m. 4,5 m. 50 Hiền Trâm Thi. 6 m ạ, à. Em có 6 m mảnh này. Rất là đẹp mấy chị ơi, lụa satin mờ 6 m. Nha. 6 m 75.000 mã 75 giùm em ạ. À. 6 m có 75.000 thôi, xuất sắc cho mấy chị ơi. Mã 75 giùm em nha. 75.000 mã 75 giùm em ạ. À. Một mảnh phi lụa lon màu, phi lụa lon màu như thế này. Em có 2 m ạ. À. Em có 2 m phi lụa lon màu. 75 Phạm Oanh. 2 m 25.000 mã 25 giùm em ạ. À. 2 m 25.000 mã 25 giùm em nha, phi lụa lon màu. 2 m 25.000. Cho em kẻ sọc ở trên đầu Lan Ngọc. Trên đầu. Kẻ sọc trên đầu. Màu đỏ không hả? 25 Liên Nguyễn. Cái này có không chị ơi? Lên mã sọc đỏ kèm số mét giùm em. 36.000 một mét hôn anh ti mỹ, rất là xịn em đảm bảo với mấy chị. Đây, hôn anh ti mỹ không bị trụng gói, không bị thụng gói gì hết. Chỉ có 36.000 một mét thôi. Lên mã sọc đỏ kèm số mét giùm em mấy chị coi nè. Nó sắc nét đến từng chi tiết nha mấy chị. 36.000 một mét thôi, quá là đẹp luôn. Một bộ thun có 6,000 mấy chị, 61-82.000 gì hả. Rẻ lắm mấy chị. Lên mã sọc đỏ kèm số mét giùm em ạ. À.
Đây, mảnh này. Ai chốt được cái mảnh satin nhỉ? Nè, già thòn á. Ok. Này em có 3 mét rưỡi à, 3 mét rưỡi lụa cô tâm thiêu bi nổi mấy chị, mấy cái này là bi nổi giùm em nha, thiêu bi nổi luôn, 3 mét rưỡi. Chị nào lấy không hết chị đôi vậy? Có ren em mặc không? Bon đó chị ơi, bon thiêu. Mấy cái like trước thì có mà like này không có. 3 mét rưỡi 70 ngàn, chị nào lấy không hết thì 70 ngàn chia đôi à. Mã 70 hoặc là 70 chia đôi em, mềm mịn mát có giãn, rất là xinh, may áo may váy may đồ công sở giùm em. Mã 70 hoặc là 70 chia đôi. Cái đó thường em bán nó 35.000 mét, nó rất là xịn và dày luôn. Đây à, satin à. Một mảnh satin trái tim không giãn. Cái này em có 2 mét à, 2 mét satin trái tim. Không có giãn. 2 mét 28.000, mã 28 giùm em ạ. À. 2 mét 28.000, mã 28 giùm em nha. Sang xịn nè. 70 Minh Nguyễn. 2m28 ngàn, mã 28 giùm em. Ủa mấy con gà này nó bị khùng cái gì, giờ này nó lúc nào cũng khắc. 28 Tạ Ngọc Trân. Thấy à, một mảnh von mấy chị, một mảnh von thiêu nha mấy chị, von này von thiêu giùm em. Em có 3m1 à, von thiêu giùm em nha, siêu đẹp luôn, 3m1. Mà áo may váy không cần lót à, 3m1. 3m1 có 27 ngàn thôi, mã 27 giùm em ạ. 3m1 27 ngàn, mã 27 giùm em. 27 ngàn, mã 27 giùm em nha. Một, đây ạ, à, một mảnh lụa satin. May áo giùm em ạ, à, may áo giùm em. 1 mét quá. Này chắc là 1 mét mấy chị ạ. 1 mét lụa satin có giãn. 1 mét 15 ngàn, mã 15 giùm em ạ. À. 1 mét 15 ngàn, may áo giùm em nha. Mã 15 giùm em ạ. À. 27 Minh Nguyễn. Đây ạ, à, lụa chinh phong giãn 4 chiều giùm em. Lụa chinh phong giãn 4 chiều màu xám xanh. Khúc này em có 3 mét ạ. À. 3 mét lụa chinh phong giãn 4 chiều. Xuất sắc luôn á mấy chị ơi, 3m. 3m 33.000, mã 33 giùm em ạ. À. 3m 33.000, mã 33 giùm em nha. Mềm mịn mát có dạng 4 chiều. Mã 33 giùm em ạ. À. 15 Phạm Anh. Ồ cái này đẹp quá mấy chị. Thằng này em có 1m may áo giùm em ạ, à. 1m. May áo giùm em nha. 1m 16.000, mã 16 giùm em ạ. À. 1m 16.000, mã 16 giùm em. May áo giùm em ạ. À. 33 Lụa Dương. Đây lụa mango mấy chị, lụa mango siêu 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 đẹp giùm em. Thằng này lụa bi mango, khúc này em có 2 mét à, 2 mét lụa bi mango giùm em. 16 Ngô Văn Huỳnh. 2 mét 37 ngàn, mã 37 giùm em ạ. À. 2 mét 37 ngàn, mã 37 giùm em. Chị kêu chị Lan Ngọc bình luận số mét cái sọc đỏ. Chị Lan Ngọc ơi, chị lấy sọc đỏ mấy mét cho chị ơi. Sọc đỏ chị lấy mấy mét chị ơi. Đây à, hôn manh ti mỹ mấy chị có 36.000 một mét thôi, em bao đẹp mấy chị luôn. 115.000 một ký, 36.000 một mét à. Đây rất là đẹp, khổ này khổ đến mét 6 luôn mấy chị. Mấy cái đơn người mà ốm 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 hơn em là tầm 1m7 là mai được đồ bộ rồi. Cỡ em là mét 8, chị nào ốm hơn em mét 9, rất là đẹp mấy chị. 37 Phan Thị Mỹ Thoa. Đây là một mảnh von chinh phong mấy chị, von chinh phong như thế này. May áo bà ba giùm em là xuất sắc nha. Khúc này em có 1m7 à, 1m7 may áo bà ba. May áo dài cách tăng được luôn á. 1m7 22.000, mã 22 giùm em ạ. 1m7 22.000, mã 22 giùm em nha, von chinh phong. 22.000, mã 22 giùm em ạ. Siêu đẹp luôn mấy chị. 22 Nga Nguyễn. Đây một mảnh von chinh phong tiếp mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Khúc này em có 1m rưỡi, 3m, 4m rưỡi à, 4m rưỡi mảnh này siêu đẹp, 4m rưỡi, 4m rưỡi có 43.000 nữa mấy chị ơi, 4m rưỡi 43.000, mã 43 giùm em ạ. À. 4m rưỡi 43.000, may áo là 3 áo dài giùm em, chưa tới 10.000 mét nữa mấy chị, rẻ gì mà rẻ dữ không biết nữa. Đây à, von này von ánh kim mấy chị, lụa von ánh kim giùm em nha. Cái này em có 2 mét ạ, 2 mét mảnh này. 43 Nguyễn Ngọc Hạnh. 2m 20.000, mã 20 giùm em. Rất là xinh mấy chị ơi, nó có ánh kim nha, may áo giùm em ạ. 2m 20.000, mã 20 giùm em ạ. 2m 20.000. Mấy mét chị? Gì? May áo mét rưỡi là được rồi chị ơi. May áo là mấy mét?
hai áo à, 2m6, 2m rưỡi. Tại vì áo bà ba là hết là có 1m3 đó mấy chị. Chị nào nhon nhon áo bà ba có hai có 1m3. Thằng này em có tạ Ngọc Trân. Em có 1m rưỡi lụa thô. 1m rưỡi lụa thô em bán mấy chị 10.000 mã 10 giùm em ạ, 10.000. Mã 10 giùm em. Lan Ngọc, một kẻ đỏ, một kẻ vàng. Hai áo sơ mi á chị. Hai áo sơ mi hả? Ai biết đâu. Thường là áo sơ mi chắc 1m rưỡi quá. Đây ạ. À, rất là đẹp mấy chị, lụa dúng hoa nhí như thế này. Lụa dúng hoa nhí, may áo, may váy giùm em. Rất là xinh luôn mấy chị, may đồ bộ được luôn nha. Độ che phủ rất là cao. Em có cái này. Mời Nguyễn Ngọc Hành. Em có 4 mét luôn, chị nào may không hết thì mình chia đôi ạ. À, 4 mét mảnh này. Super đẹp 4 mét mấy chị ơi. Mình may đầm cỡ mấy mét vậy em? 4 mét 58.000, chị nào lấy không hết thì 58.000 chia đôi ạ. À, mã 58 hoặc là 58 chia đôi. May đầm thì em thấy mấy chị em may đầm có 1m rưỡi à. Quan trọng đầm của chị là đầm xè hay là đầm dài qua gối hay không, rồi có tay không, tay ống le hay là cổ làm sao nữa, nhiều lắm mấy chị. Mấy chị quất 2m đi cho nó dư mấy chị. Thằng này à, Latin mấy chị, mềm mịn mát giãn Latin nha em. Latin may áo pyjama may gì cũng đẹp nha mấy chị. Latin Trần Thi. Latin thường ngày không có bán, rồi bữa nay em sale luôn mấy chị. Em có 3m 4m rưỡi. À, 5m rưỡi giùm em ạ. 5m rưỡi săn sale nhà em thì thôi sướng tê người mấy chị ơi. 5m rưỡi hàng hot cỡ nào em cũng sale hả. 5m rưỡi nè, 76.000 mã 76 giùm em ạ. 5m rưỡi 76.000 mã 76 giùm em nha. 5m rưỡi mã 76 giùm em ạ. Ôi mảnh này, một mảnh lụa muslin, may váy may áo giùm em, không cần lót mấy chị, áo dạ bà ba không cần lót giùm em nha. Hàng này 1m rưỡi 3m, khổ bên em đó hả, khổ 1m6 lận. 4m rưỡi 5m à, 5m mảnh này siêu đẹp luôn mấy chị, may áo dạ bà ba váy khỏi lần lót, áo lẻ khỏi lót luôn. 5m mảnh này 76, Phan Thị Mỹ Thoa chân giả chia đôi. 5m 70.000 mã 70 giùm em ạ. 5m có 70.000 thôi mấy chị, mã 70 giùm em, chưa tới 15.000 mét nữa, rất là xuất sắc nha. 5m 70.000 mã 70 giùm em ạ. Đẹp lắm. Mã 70 giùm em ạ. 5m 70.000. Một mảnh lụa 100D mấy chị, lụa 100D như thế này. Mềm mịn mát có dạng nhẹ giùm em. 70 Liên Nguyện. Áo dài áo bà ba, váy, đồ bộ gì cũng được hết. Khúc này em có 3m rưỡi ạ, 3m rưỡi mảnh này. Mềm mịn mát giãn này, mùa hè mấy chị mặc cái này nó 3m rưỡi 52.000 mã 52 giùm em ạ. 3m rưỡi 52.000, hoa tím rất là xinh. 3m rưỡi 52.000 mã 52 giùm em nha. 52.000 mã 52 giùm em, xinh lắm mấy chị. Hôm bên em mới vừa về luôn, rất là xinh. 3m rưỡi 52.000 mã 52 giùm em ạ. Một mảnh von dúng mấy chị, một mảnh von dúng như thế này. Đẹp lắm mấy chị, dúng như thế này. Sang xịn mịn đẹp von dúng. Thằng này em có 1m rưỡi. À cái này em có tầm 2m7 á mấy chị, 2m7 mảnh này. 2m7 nó bị dơ chút xíu chỗ này, em sẽ giảm nha, 2m7. Von dúng mấy chị ơi, đẹp lắm. 2m7 40.000 mã 40 giùm em ạ. À, 45.000 em giảm còn 40.000 mã 40 giùm em. 2m7 luôn, 40.000. 52 Yamandri. Đây ạ, à, lanh ton nè mấy chị, ton mặt lụa. 40 thu nhất. Đây em có 3m ạ, à, 3m ton mặt lụa, 3m ton. 3m 52.000 mã 52 giùm em ạ. 3m ton 52.000 mã 52 giùm em ạ. 3m ton có 52.000 nè mấy chị ơi, mã 52 giùm em nha. Một mảnh lụa gấm mấy chị ơi, lụa gấm như thế này. Rất là hot luôn nha, gấm hình bông hoa mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. May áo may váy giùm em, không đẹp đá em. Rất rất là đẹp, khúc này em có 2m rưỡi à. 52 lụa dương. Nay hôm trước là 60.000 nè mấy chị, 60.000 nè. Bữa nay rẻ rề luôn nha, 2m rưỡi mấy chị ơi. 2m rưỡi mảnh này. 2m rưỡi này, rồi em bán 60.000 luôn, là bán rẻ nhất rồi, 66.000. Giảm còn 60.000 mã 60 giùm em ạ. À, đây rất là xinh, mã 60 giùm em.
mai váy, mai áo, mai áo được, mai đồ bộ, áo dạ, bà ba gì cũng được hết. Mấy dạng tiểu thư mà tay phòng phòng á mấy chị đang hot lắm luôn á. Mã 60 giùm em ạ. 60 Ngân Lê. Ok chịu. Ồ cây này nó đẹp. Satin mấy chị. Em có một mảnh lụa. Này satin hay latin nhưng mà nó đẹp dữ ta. Không, cái này là lụa mango mấy chị. Mềm mịn mát dạng 4 chiều lụa mango màu kem giùm em ạ. Nó đẹp quá nên nó mịn ngần thôi mấy chị. Em có tổng cộng là 4 mét ạ, 4 mét mảnh này. Lụa mango màu kem nha mấy chị. 4 mét. 4 mét 50 ngàn mã 50 giùm em ạ. 4 mét 50 ngàn. Mềm mịn mát có dạng. Trinh Phạm xô lên xanh cô ban 1m8. Ok chịu. Quá đẹp mấy chị ơi. Lụa mango mỏng nha mấy chị. Lụa mango đặc mỏng màu đen dạng 4 chiều giùm em. Em bán mấy chị 10 ngàn 1 mét luôn. 50 Liên Nguyễn. 1 mét rưỡi. 6 mét. 7 mét rưỡi. 9 mét. 12 mét. 13 mét. Lên mã 130 ngàn mấy chị. Lấy hết 10 ngàn 1 mét luôn. 130 ngàn 13 mét. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Lụa mango dạng 4 chiều mà dạng mỏng mỏng nha mấy chị. Nó là dạng mỏng mỏng, mai quần vẫn được nha. Đẹp lắm. Đây à, mảnh này lụa satin mấy chị ơi. Lụa satin trái tim. 30 Nguyễn Ngọc Hạnh. Khúc này em có 2 mét à. 2 mét lụa satin. Cái đó đẹp lắm mấy chị ơi. Lụa đó đẹp quá trời đẹp. Đây à, 2m 26 ngàn mã 26 giùm em ạ. 2m 26 ngàn mã 26 giùm em. 26 ngàn mã 26 giùm em nha. Này nhỏ quá. Đây, một mảnh lụa gấm tím mấy chị. Hoa như thế này xinh lắm luôn á mấy chị ơi. Xinh lắm luôn á. Cái này em có 1m ạ. 1m mảnh này. 1m 22 ngàn mã 22 giùm em ạ. 1m 22 ngàn mã 22 giùm em nha. Một mảnh von cát dúng mấy chị. Von cát dúng dạng 4 chiều giùm em ạ. Von cát dúng dúng hoa như thế này xinh lắm mấy chị. 22 hàng này em có 2m ạ. 2m von cát dúng. 2m ạ. 2m 32 ngàn mã 32 giùm em ạ. 2m 32 ngàn mã 32 giùm em nha. 32 ngàn. 2m 32 ngàn mã 32 giùm em ạ. Đây là lụa mango mấy chị. Lụa mango đen. Một khúc lụa mango đen. Khúc này em có 3m ạ. 3m lụa mango đen dạng 4 chiều. 32 Huỳnh Thủy. 3m 35 ngàn mã 35 giùm em ạ. 3m mango đen 35 ngàn mã 35 giùm em nha. 2m 35 ngàn mã 35 giùm em ạ. Quá đẹp. Đây à, một mảnh von thiêu mấy chị. Một mảnh von thiêu hoa như thế này. Xuất sắc cho mấy chị ơi. Von thiêu hoa. Khúc này em có may váy giùm em ạ. 1m6 ạ. May váy may áo lẻ là xuất sắc luôn mấy chị ơi. 1m6 mà von thiêu hoa như thế này. 1m6 có 19 ngàn thôi mấy chị ơi. Mã 19 giùm em. Đẹp lắm luôn á. Mã 19 giùm em ạ. 35 nhà Mai Thủy Dương. 19 ngàn mã 19 giùm em nha. Hồ Chính Thư Nguyễn. Ok chịu. Em có một bộ thun dài 1m8 khổ 1m6 50 ngàn mã 50 giùm em ạ. 50 ngàn bộ thun. 50 ngàn mã 50 giùm em. Một mảnh von thiêu mấy chị. Von thiêu như thế này xuất sắc mấy chị ơi. Khúc này em có 2m von thiêu. May áo may váy không cần lót ạ. 2m 2m 17 ngàn mã 17 giùm em ạ. Quẹ rẻ quá mấy chị. 2m có 17 ngàn thôi. Mã 17 giùm em ạ. 50 Lộ Dương. 2m 17 ngàn mã 17 giùm em nha. Một mảnh lụa 100D hình trái tim. Mềm mịn mát dẻo màu xanh. May đồ bộ, may váy, may áo, áo dài bà ba được hết. Em có 2m ạ. 2m trái tim màu xanh đen. 17 Trang Đình Phú. 2m 40 ngàn mã 40 giùm em ạ. 2m 40 ngàn mã 40 giùm em nha. Đây, KT Nhật. Em bán mấy chị là giá chót luôn. 14 ngàn 1m. Lên mã
14.000 kèm số mét giùm em ạ. KT Nhật như thế này. Một cây cuối cùng 14.000 một mét, lên mã 14.000 kèm số mét giùm em. Em nhập tới chục cây rồi mấy chị, còn có con cây à. Lên mã 14.000 kèm số mét giùm em nha. Màu hồng rất là xinh, không có nhăn nha mấy chị, nó mát và nó mịn, nó không nhăn giùm em. 14.000 một mét ạ. Mai nè, mai ga được nè, mai pyjama được nè. Lên mã 14.000 kèm số mét giùm em ạ. Không đẹp không lấy tiền. 14.000 một mét ạ. Thị trân 1m3, sọc đỏ, sọc vàng. Ok chị yêu. Đây à, một mảnh gold mấy chị. Ở một mảnh lưới ép nhung màu da, lưới ép nhung màu da. Hàng này em có 1m5. 1m5 lưới ép nhung màu da như thế này. Đẹp lắm mấy chị. 1m5 15.000, mã 15 giùm em ạ. 1m5 15.000, pha phối làm đôi làm đai rất là xinh. Mã 15 giùm em nha. 1m5 có 15.000 thôi mấy chị. Mã 15 giùm em ạ. Một mảnh von hàng mấy chị ơi. 1m von hàng may áo giùm em ạ. 1m may áo giùm em. Đây 1m này 10.000, mã 10 giùm em ạ. 1m 10.000, mã 10 giùm em nha. 15 Hoàng Phi. 1m 10.000, mã 10 giùm em ạ. Lụa 100D mấy chị. Mềm mịn mát giãn, lụa 100D giùm em. Hai chân hai đầu rất là đáng yêu. Hai đầu nhỏ xíu thôi mấy chị. Chân nhẹ cái vạt áo một cái là xuất sắc luôn. 2m giùm em. 2m ạ. 2m 32.000, mã 32 giùm em ạ. 2m 32.000, mã 32 giùm em nha. 32.000 ạ. 2m 32.000, mã 32 giùm em ạ. Một mảnh lụa két hàng mềm mịn mát giãn màu hồng sen như thế này. 32 nha Nguyễn. Em có 2m ạ. Đây 2m 25.000, mã 25 giùm em ạ. 2m 25.000, mềm mịn mát có giãn. 2m 25.000, mã 25 giùm em. Lụa mango mấy chị ơi. Lụa mango hàng cây chính phẩm nè, siêu đẹp luôn. Lụa mango cây chính phẩm giùm em, mềm mịn mát giãn. Cái thằng này em có 2m5 ạ. 2m5 mảnh này, mềm mịn mát có giãn 2m5. 25 Trang Đình Phú. 2m5 52.000, mã 52 giùm em ạ. 2m5 52.000, em nhầm 200.000 một ký, em bán mấy chị 100.000 một ký, chắc lời lắm. Mã 52 giùm em nha. Lời tụt cái quần luôn. Cái này cái gì nè, bù cho chị nè, quên này em. Đây, một mảnh lụa két hàng, mềm mịn mát có dạng hoa nhí. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Thằng này em có 1m7 ạ, 1m7 mảnh này. 52 Trần Thi. 1m7 24.000, mã 24 giùm em ạ. 1m7 24.000 có dạng, mã 24 giùm em nha. 1m7 24.000, mã 24 giùm em ạ. Một mảnh lưới thiêu mấy chị, lưới thiêu như thế này. Pha phối làm đôi làm đai rất là xinh. Thằng này em có 2m ạ, 2m này. Lưới thiêu 2m 20.000, mã 20 giùm em ạ. 24 Hạ An. Đây. Một mảnh von ép nhung mấy chị, von ép nhung hoa như thế này em bán mấy chị chỉ có 11.000 một mét. Lên mã 11.000 kèm số mét giùm em ạ. 11.000 một mét, xuất sắc luôn mấy chị. Mã 11.000 kèm số mét giùm em nha. Rất là xinh. 20 Dân Loan. Mã 11.000 kèm số mét giùm em ạ. 11.000 ạ. Xuất sắc luôn mấy chị. Mã 11.000 kèm số mét giùm em. Ồ cái này nó đẹp. Đẹp mờ trời luôn á mấy chị. Lụa 100D màu nâu tây. Khúc này em có 1m5, 3m, 4m mảnh này, 4m. Chị nào lấy không hết thì chia đôi ạ. 4m màu nâu tây. 4m này 70.000, chị nào lấy không hết thì 70 chia đôi mẹ mặt. Mã 70 hoặc là 70 chia đôi, lụa 100D có giãn. Mới không có gấp 1m không chị? Hết mới em gấp 1m5 cho lên chị ơi. Đây là satin ạ. Satin màu vàng chanh. Ủa satin màu. Đây satin màu hình quả chanh nha mấy chị ơi. Siêu đẹp. Satin quả chanh. Đẹp lắm luôn á. Satin chanh. May váy may áo bài pyjama giùm em. 70 Hoành Thủy. Đây à khúc này. Hôm nay em còn tầm 1m mấy chị, 1m may áo giùm em nha, 1m.
1m15.000 mã 15 giùm em ạ. 1m15.000 mã 15 giùm em. Satin 1m15.000 mã 15 giùm em ạ. Em còn khúc nữa nè. Khúc này 1m5 ạ. Khúc này 1m5, mềm mịn mát giãn. 1m5 23.000 mã 23 giùm em ạ. 1m5 23.000. Mềm mịn mát có giãn 23.000. 15 ly vàng 23.000 mã 23 giùm em nha. Ngân lê một mảnh lụa đuổi à, lụa đuổi màu da, may đồ bộ, may váy, may áo rồi mà em rất là xinh. Khúc này em có 2m5 à, 2m5 mảnh này, 2m5 37.000 mã 37 giùm em ạ. 2m5 có 37.000 thôi mấy chị, mã 37 giùm em nha, xinh xỉu luôn á. 2m5 37.000, mềm mịn mát có giãn, mã 37 giùm em ạ. 37.000 mã 37 giùm em ạ. Một mảnh von chinh phong ạ. Đây, von chinh phong như thế này. Xuất sắc luôn mấy chị, von chinh phong. 37 ngân lê. Thằng này 2m5 von chinh phong ạ, 2m5 von chinh phong. 2m5 26.000 mã 26 giùm em ạ. 2m5 26.000 mã 26 giùm em ạ. 2m5 26.000 mã 26 giùm em nha. Một mảnh lụa đuổi màu đỏ đô, rất là đẹp mấy chị. Lụa đuổi đỏ đô giùm em nha. Ủa này bị gì vậy? Hàng này 1m5, lụa đuổi mềm mịn mát giãn, áo da bà ba cũng được à. Hàng này em có tổng cộng là 4m5 à, 4m5 mảnh này, mềm mịn mát có giãn 4m5 giùm em. Lấy không hết gì đâu được à. Ok, 4m5 này 80.000, chị nào lấy không hết thì 80.000 chia đôi giùm em ạ. Mềm mịn mát có giãn ạ. 4m5 80.000, chị nào lấy không hết thì 80.000 chia đôi giùm em. Xuất sắc mấy chị, màu đỏ đô. Mềm mịn mát có giãn ạ. Mã 80 Nguyễn Ngọc Hạnh. 80. Mảnh này một mảnh von mấy chị ơi. Đây, một mảnh von ướt rất là xinh. Von ướt này mấy chị may áo may váy không cần lót nha mấy chị ơi. Thằng này may váy may áo khỏi lót luôn, xinh lắm. May một cái áo trắng giùm em. Thằng này em có 1m6 ạ, 1m6 mảnh này. 1m6 25.000 mã 25 giùm em ạ. 1m6 có 25.000 thôi, mã 25 giùm em nha. Đây, không cần lót mấy chị, 25.000. Mã 25 giùm em ạ. 25 Tạ Ngọc Trân. Đây em có còn một bộ. Đây, còn một mảnh đồ bơi mấy chị. Bơi này 7 biên giùm em nha. Hoặc là đồ bơi, hoặc là mấy chị may đồ đập sim giùm em. Thằng này em có 2m à. May đồ đập sim rất là xinh mấy chị. Hoặc là may đồ bơi 2m. Này em bán mấy chị chỉ có 80.000 một ký thôi. 2m này 45.000 mã 45 giùm em ạ. 2m 45.000. Xịn mịn đẹp giãn 4 chiều, 7 biên luôn giùm em nha. 7 biên luôn. Rất là xịn giùm em nha. Thấy ạ. 40.000 mã, ổ 45.000 mã 45 giùm em. Còn có đúng 2m hả? Hôm trước bán quá trời luôn. Mã 40 giùm em ạ. Ổ 45 chứ. Một mảnh lụa đuổi màu trắng kem mấy chị. Mềm mịn mát giãn. 45 Ngọc Trà My Phạm. Khúc này lụa đuổi trắng kem 2m ạ, có giãn nhẹ 2m giùm em. 2m 32.000 mã 32 giùm em ạ. 2m 32.000 mã 32 giùm em nha. 2m 32.000 mã 32 giùm em. Sang xịn mịn 32.000. Mã 32 giùm em ạ. 32 Tạ Ngọc Trân. Ok chị. Đây. Đẹp lắm mấy chị. Chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại nha. Đây là một mảnh lụa nè mấy chị. Để ý giùm em nha. Nó có gắm những bông hoa gắm lên như thế này. Siêu xịn sò luôn, giá ngoài thị trường là hơn 70.000 một mét đó mấy chị. Đây, rất là đẹp luôn, nó đang rất là hot giùm em nha. Hàng này em có, để em chia ra coi bao nhiêu tiền mét em bán cho mấy chị luôn. Rất là xịn, mấy chị may áo nè, may váy nè, may đồ bộ nè, may mấy cái dạng mà có dúng tay á, xinh đáo để luôn nha mấy chị ơi. Này đang rất là hot luôn á, may đồ thiết kế này nọ đồ giùm em. Hoặc là may một cái váy đơn giản, một cái áo đơn giản, hoặc là may đồ bộ thôi. Nhìn nó sang lắm mấy chị. Nhìn ở ngoài cái vải nó rất là sang. Hàng này em bán chỉ
cho mấy chị chỉ có 20 ngàn một mét thôi mấy chị ơi. Nó là 70 ngàn nữa mà em bán chị, mấy chị chỉ có 20 ngàn thôi. Mã 20 kèm số mét giùm em ạ. 20 ngàn kèm số mét giùm em. Mấy chị coi giùm em nha, gắm hoa như thế này. 20 ngàn kèm số mét giùm em ạ. Giãn 4 chiều luôn. Mã 20 kèm số mét giùm em. Em còn có mấy mét à? 1 mét rưỡi. 20 Nguyễn Ngọc Hạnh 5 mét. 3 mét. Ok chịu. 4 mét rưỡi, 5 mét cho chị Nguyễn Ngọc Hạnh rồi. Rồi em còn có 1 mét rưỡi à? Còn khúc 1 mét rưỡi với còn khúc 2 mét hay em ơi. Lụa dương 2 mét. Rồi ok, em còn khúc 1 mét rưỡi cuối cùng. 1 mét rưỡi cuối cùng. Siêu sang xịn mịn đẹp. Đây, em có một mảnh lụa mango. 20 1 mét rưỡi. Lụa mango mấy chị, lụa mango giãn 4 chiều may áo nha em ạ. 1 mét 15 ngàn mã 15 nha em ạ. 1 mét 15 ngàn lụa mango. 1 mét 15 ngàn mã 15 nha em nha. 1 mét 15 ngàn mã 15 nha em ạ. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đây, một mảnh này. Nó bị gì vậy trời? 15 Trần Ngọc Phương Nghi. Ok chị em. Đây. Sang xịn mịn đẹp. Phong các hàng như thế này. May váy may áo giùm em. Nó bị gì vậy đó? Đây em cắt bỏ. Phong các hàng chấm bi màu nâu tây, em còn khúc chút xíu à. Rồi bây giờ em like cây cho mấy chị luôn. Lai lụa cây dán 100 ngàn luôn mấy chị, 100 ngàn một ký luôn. Đây, may váy, may áo, áo dạ bà ba, ngay cả đồ bộ được luôn. Khỏi cần lót mấy chị ơi. Thằng này em có 2 mét rưỡi à, 2 mét rưỡi mảnh này. Rất là xinh, 2 mét rưỡi giùm em. Đây, 2 mét rưỡi 44 ngàn mã 44 giùm em ạ. 2 mét rưỡi 44 ngàn mã 44 giùm em nha. Sang xịn mịn đẹp rủ mát. 44 ngàn mã 44 cho em ạ. 2 mét rưỡi 44 ngàn. 44 mà. Ngân Lê. Rồi em còn một khúc nữa. Đây. Khúc này giùm em. Hàng cây chính phẩm á mấy chị. Tại vì nó bị đứt khúc. 1 mét rưỡi. 3 mét. 4 mét rưỡi. Em có 5 mét ạ. 5 mét mảnh này. 5 mét. Mi mịn mát. Hình như có dãy nhẹ nhẹ nhẹ. 5 mét. Áo dạ bà giùm em. 5 mét 90 ngàn mã 90 giùm em ạ. Chị nào lấy không hết em chia làm 3. 90 hoặc là 90 chia em chia làm 3 nha mấy chị. Xuất sắc luôn. Đây hàng cây chính phẩm hết mấy chị. 5 mét 90 ngàn mã 90 giùm em ạ. 90 ngàn mã 90 giùm em nha. Cái gì vậy trời? Này sao là đòn là khúc dụng không như bà. Ai đem ở đây vậy? Khúc gì nhỏ nhỏ không vậy? Hàng cái này hàng dụng cái gì á? Cái gì? Thằng này lưới thiêu mấy chị. Em có một mảnh lưới thiêu nè. Siêu đẹp luôn. Lưới thiêu như thế này. May váy may áo đồ thiết kế cho mẹ em nha. Thằng này em có 2 mét à. 2 mét mảnh này. Lưới thiêu dạng 4 chiều. 2 mét 39 ngàn mã 39 cho mẹ em ạ. 2 mét 39 ngàn mã 39 cho mẹ em nha. Sang xịn mịn đẹp. 2 mét 39 ngàn mã 39 giùm em ạ. Hàng dụng không mẹ? 2 mét 39 ngàn mã 39 giùm em ạ. À, em lên cây này. 39 Tuyền Thanh. À, em lên cây này. Ê, ôi, con quỷ gì? Vút vút trên nào. Đây à, lụa cát hàng có dãn nhẹ luôn mấy chị. Áo dài bà ba. Cái này mấy chị ơi, lên áo dài nó dễ thương lắm mấy chị. Em khoái mấy cái chấm bi mà lên áo dài lắm. Nhìn nó dễ thương lắm luôn á. Này, bữa nay em lai hết lụa cây với mấy chị luôn. Lụa cây giá 99 ngàn. Còn giảm nhiều không chăm? Ok, đây. Mi mịn mát có dãn giùm em nha. Áo dạ bà ba hay ngay cả đồ bộ được luôn. Chia sẻ lại chị nhé. Thằng này em có 3 mét 4 mét rưỡi. Đây à, 5 mét mảnh này. 5 mét mấy chị ơi. 5 mét. Siêu đẹp, 5 mét ạ. À. 5 mét 88 ngàn thôi mấy chị ơi, quá đẹp luôn.
5 mét mà có 88 ngàn là rẻ lắm mấy chị. Hôm trước em bán 25 ngàn một mét mà không có để bán luôn. Đây à, 5 mét 88 ngàn. Chị nào lấy không hết thì 88 chia giùm em. Em chia làm đôi nha, rất là xinh. Mã 88 à. 5 mét 88 ngàn. Rồi còn một khúc chút xíu nè. Khúc này em có 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi mảnh này. 1 mét rưỡi khổ 1m6 mấy chị. 1 mét rưỡi có 26 ngàn thôi mấy chị. 1 mét rưỡi 26 ngàn, mã 26 giùm em. Xuất sắc. Mềm mịn mát rũ có giãn mấy chị. Áo dài ba ba giùm em. Ngay cả đồ bộ được luôn. 1 mét rưỡi 16 ngàn. Ủa nhiêu quên này. 1 mét rưỡi 26 ngàn, mã 26 giùm em ạ. À. Đẹp 26, lắm. 26 Trúc Nguyễn 88 Trần Thi. Ok chị, em lên cây khác. Đây cây von mấy chị ơi. Cây von hàng. Đẹp cực kỳ nha mấy chị ơi. Cây von hàng này. Von hàng này mấy chị may thoải mái luôn, khỏi lót luôn. Hàng cây chính phẩm hết. Đây. Xuất sắc mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ nha. Một cây von hàng như thế này, may áo may váy khỏi cần lót luôn giùm em ạ. À. Cây này để em tỉ ra. Xuất sắc mấy chị ơi, nó có giãn luôn mấy chị. May áo may váy, áo dài áo bà ba không cần lót luôn mấy chị ơi, đẹp lắm. 4 mét rưỡi. 8 mét. Rồi em có tầm 5 mét rưỡi mấy chị. 5 mét rưỡi mảnh này. Chị nào lấy không hết thì em chia làm 3 nha. Mỗi chị mét 8. 5 mét rưỡi. Siêu siêu đẹp. Có giãn luôn mấy chị. Mình nó hơi ống ánh luôn. Rất là đẹp giùm em nha. 5 mét rưỡi. Này. 5 mét rưỡi có 72 ngàn hả mấy chị. Ồ 71 ngàn thôi. Mã 71 hoặc là 71 chia em chia làm 3 mỗi chị 1m8. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mềm mịn mát có giãn nhẹ luôn. Mai áo dạ bà ba đồ bộ gì cũng xinh hết. Mã 72 hoặc là 72 chia em chia làm 3. Xinh cực kỳ. Mã 72 hoặc là 72 chia giùm em ạ. À. Đẹp lắm 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 luôn á. Mảnh lụa này cái màu rất là sang. Lên đồ rất là sang luôn mấy chị. Lên áo, lên váy, áo dạ bà ba giùm em nha. Cây này có chút xíu rồi mấy chị. Em còn khúc nữa là hết rồi. Hàng cây chính phẩm hết mà nó rẻ rề, rẻ riết hả mấy chị. Thằng này em có 1m5, 3m. Rồi khúc này em còn có 2m, 2m7 thôi mấy chị. 2m7 mình này. À. 2m7 36 ngàn, mã 36 giùm em ạ. À. 2m7 36 ngàn, mã 36 giùm em nha. Rất là xinh mấy chị. 2m7 36 ngàn. Trời ơi, này mấy chị lên áo dài á, bà ba là đẹp lắm luôn á. Lên váy, lên áo lẻ giùm em ạ. À. Đây ạ, à, 2m6 36 ngàn, mã 36 giùm em ạ. À. 36 Trần Thi. Ok chị, em lấy 36 chị 26 ơi. Ủa, mét 6 rồi chị ơi, bao nhiêu tiền mét. Chia cái này luôn. 22.500 chị. Ủa dữ vậy. Chưa cái này nhiêu mét quên này. Cái đó nhiêu mét quên này. Mét 6 hay 2m6. Để em chia bao nhiêu tiền. Em chia cái mảnh kia luôn. 2m6 36 ngàn. Chia em chị. 14 ngàn một mét mấy chị. Lên mã 14 ngàn kèm 6 mét giùm em. Chia mảnh này luôn. Rất là đẹp. Mai áo, mai váy, áo dạ bà ba. Lên mã 14 ngàn kèm 6 mét giùm em ạ. À. 14 ngàn một mét ạ. À. Em có 3 mét nè. 4 mét rưỡi nè. À, có 5 mét rưỡi thôi mấy chị. Đẹp lắm. 14 ngàn một mét thôi ạ. À. 14 ngàn một mét thôi. Lên mã 14 ngàn kèm 6 mét giùm em nha. Đây à, cây thun lưới mấy chị. Cây thun lưới siêu đẹp luôn.
cây thun lưới như thế này, đẹp lắm mấy chị ơi. Thun lưới màu xanh kiểu phong thủy như thế này, đẹp lắm. Nó bị giấy rồi đó, nó bị liệt rồi, đợi em xíu. Cái đèn nó bị liệt. Cây thun lưới này đẹp lắm. Này, mềm mịn mát, có giãn có vài mét thôi mấy chị. May áo may váy giùm em ạ, may áo may váy giùm em nha. Mềm mịn mát có giãn 1,5 m, 3 m, 4,5 m, 6 m. Em có 6,5 m à, 6,5 m này, thun lưới mấy chị, 6,5 m mảnh này. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, 6,5 m à. Này, 6,5 m 82.000 mã 82 hoặc là 82 chim chia làm 3. 6,5 m 82.000, thun lưới có giãn mấy chị ơi. Giãn rất là nhiều luôn nha. Đây à, rất là xinh. 82.000 mã 82 giùm em. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Mã 82 hoặc là 82 chia nha. Mười mấy ngàn một mét không mấy chị. Thun lưới người ta bán ba mấy, 40, 50 mấy ngàn một mét, em bán có mười mấy ngàn một mét hả mấy chị ơi. Còn thêm không chị mua Phan Huỳnh. Còn chị ơi. Một mảnh lụa mấy chị, một mảnh lụa giấy hình con thỏ siêu dễ thương. Cái này em còn 1 mét à, 1 mét giãn nhiều, 1 mét giùm em. 1 mét 17.000 mã 17 giùm em ạ, à. 1 mét 17.000 mã 17 giùm em nha. Siêu dễ thương. 1 mét 17.000. Mấy chị đâu mất tiêu hết rồi ta. Cái đó đẹp quá trời luôn á. Lưới thun mà mấy chị không lên là thôi rồi. 17 lụa dương. Đây à, lưới thun như thế này, sang như thế này mà mấy chị bỏ qua là thôi em buồn luôn á. 1,5 m. Em chia lại cho mấy chị, em báo cho mấy chị bao nhiêu tiền 1 mét luôn. 3 m, 4,5 m, 6,5 m. Cái này 6,5 m, 82 chia 6,5 m là nhiêu chăng? 8,2. Ủa lộn, 82 chia 65 có 13.000 một mét à mấy chị ơi. Người ta bán thun lưới này người ta bán 40-50.000 mét, em bán có 13.000 mét à. Lên mã 13.000 kèm 6 mét giùm em. Em có 6,5 m à. Lên mã 13.000 kèm 6 mét giùm em nha. Nó giãn rất là nhiều luôn. 13.000 à. Lên mã 13 kèm 6 mét giùm em. Mấy chị may váy may áo chỉ cần lót nhẹ ra một cái thôi là nó đẹp nhất nách mấy chị ơi. 13.000 mét à. Rẻ rề. 13 hồ quý hương 2 mét. Ok chị yêu. Ngọc sô len đen 6 mét. Ok chứ em. Sô len đen em bao chất cho mấy chị luôn, rất là đẹp. Cây này mấy chị ơi, em còn cây satin này, không đẹp đá em luôn, rất là xịn nha. Một cây satin mềm mịn mát có giãn, hai chân như thế này, mình nó bóng mịn đẹp, rất là đẹp mấy chị. Mềm mịn mát có giãn giùm em nha. Cái này, cái này em còn vài mét nữa là hết rồi. Thằng này 14.000 một mét. Lên mã 14.000 kèm 6 mét giùm em ạ. 14.000 một mét, rất là đẹp mấy chị. Mềm mịn mát có giãn 14.000 một mét. Lên mã 14.000 kèm 6 mét giùm em. 14.000, còn vài mét nữa là hết rồi. Mã 14.000 kèm 6 mét giùm em ạ. 14.000 mấy chị ơi. Mã 14.000 kèm 6 mét giùm em nha. 14, Nguyễn Ngọc Hạnh 5 mét. Rồi để em coi khúc này đủ 5 mét không. Vậy là còn khúc 2 mét em. Bao đẹp luôn. 1,5 m, 3 m, 4,5 m. Rồi 5 mét cho chị Nguyễn Ngọc Hạnh. Ok chị, em còn 1,5 m. Em còn 2 khúc 2 mét nữa là hết rồi. 14.000 1 mét thôi mấy chị ơi. Đẹp như thế này mà chỉ có 14.000 một mét, lại có độ giãn nữa. Đẹp cực kỳ luôn nè mấy chị. 14.000, em còn 2 khúc 2 mét nữa là hết rồi. Trời ơi, nó đẹp mà kiểu xỉu lên xỉu xuống luôn á. Mà có 14.000 thôi mà mấy chị không mua là buồn lắm luôn á trời. Đẹp gì đâu mà nó đẹp. Mảnh này, một mảnh thun ép mấy chị ơi. Thun ép hoa nhí như thế này. Thun ép hoa nhí. Khúc này em có 1,5 m à. 1,5 m mảnh này. Lấy luôn cho chị. Ok chị. Ok chị yêu. Đẹp lắm chị ơi. Thằng này 40.000 để hết cho chị đi. 40.000, 1,5 m, 40.000 mã 40 giùm em. Cái này là thun á chị. Thun này là thun lạnh ép hoa nha. Ép hoa nổi rất là xinh.
mã 40 giùm em ạ. 1,5m 40.000. Hung dạng 4 chiều 40.000 mã 40 giùm em. Cái đó rất là đẹp luôn á chế. Một mảnh satin mờ mấy chị. Một mảnh satin mờ như thế này. 40 mai hồng liên. Này. Satin mờ, mai áo dài, mai áo bà ba giùm em ạ. Khúc này em có 2m ạ. À. Em có 2m mảnh này satin mờ. Có giãn luôn mấy chị ơi. 2m 32.000 mã 32 giùm em ạ. 2m 32.000 mã 32 giùm em nha. 32.000 mã 32 giùm em ạ. Đây ạ, à, lụa 100D mềm mịn mát giãn 1m1 mảnh này. 1m1 may áo giùm em hoặc là may đồ cho bé dễ thương lắm mấy chị. 32 sủ nhi. 1m1 17.000 mã 17 giùm em ạ. 1m1 17.000 hình trái chanh. Mã 17 giùm em ạ. 1m1 17.000. Mảnh lụa 100D mấy chị. Bi màu siêu ngọt. Khúc này em có 1m2. 1m2 mảnh này may áo giùm em nha. Có giãn mà lụa 100D. 17 Nguyễn Ngọc Hạnh. 1m2 18.000 mã 18 giùm em ạ. 18.000 mã 18 giùm em nha. 18.000 mã 18 giùm em ạ. Một mảnh lụa 100D tiếp. Xuất sắc cho mấy chị. Màu rất là sang. 1m2 mảnh này ạ. 18 Trần Ngọc Phương Nghi. 1m2 mềm mịn mát giãn. 1m2 19.000 mã 19 giùm em ạ. 1m2 19.000 mã 19 giùm em nha. Siêu dễ thương. Mã 19 ạ. 1m2 19.000 mã 19 giùm em ạ. Một mảnh von thiêu nổi mấy chị ơi. Von đen thiêu nổi như thế này. Siêu siêu đẹp von đen thiêu nổi. Khúc này em có 1m5 ạ. 1m5 mảnh này. Đẹp lắm mấy chị, 1m5. 1m5 19.000 mã 19 giùm em ạ. Gì vậy? 18.000 mã 18 giùm em ạ. 18.000. Rất là đẹp. 19 Lan lên. 18.000 mã 18 giùm em nha. Một mảnh lụa đuổi chấm bi mấy chị, lụa đuổi chấm bi. Có giãn luôn. Khúc này em có 1m2. Mềm mịn mát có giãn 1m2 mảnh này, chấm bi đen. 18 Phạm Oanh. 1m2 15.000 mã 15 giùm em ạ. 1m2 15.000 mã 15 giùm em nha. 1m2 15.000 mã 15 giùm em ạ. Đây. Em có cái này. Là lụa satin mềm mịn mát giãn ít nhăn mấy chị. Em bán mấy chị bao nhiêu? 15.000 một mét thôi mấy chị ơi. 15.000. Em còn 30 mét cuối cùng em bán mấy chị 15.000 một mét. Lên nã 15.000 kèm số mét cho em. Satin trái tim đen như thế này em bán mấy chị. Có giãn luôn nha. Mịn mát 15.000 một mét. Lên nã 15.000 kèm số mét cho em. Bao rẻ siêu rẻ 15.000. Em còn có 30 mét nữa là hết rồi. 15.000 ạ. 15 Nguyễn Ngọc Trân. Lụa dương 15.000 2m. Ok chịu. Mã 15.000 kèm số mét cho em ạ. À. Hai con vịt bò. Nói chuyện không lớn. Đây à, lụa mango mới chơi, lụa mango xích. Khúc này em có 1m8 ạ, 1m8 mango xích. 1m8 này 26.000 mã 26 giùm em ạ. 1m8 26.000, mềm mịn mát có giãn. 26.000. 15 Lê Hằng 1m5. 26 Huyền Phi. Ok chịu. Lụa mango hàng cây mấy chị. Lụa mango cây chính phẩm. Em có 2m lụa mango cây chính phẩm ạ. À. 2m. 2m 40.000 mã 40 giùm em ạ. 2m 40.000, 35.000 một mét, giảm còn 20.000 thôi. Quá rẻ mấy chị. 2m 40.000 mã 40 giùm em nha. Một mảnh satin ạ, à, một mảnh lụa satin hai da. Khúc này em có 2m ạ, à, lụa satin hai da. 40 Nguyễn Minh Quy. 2m. 2m 30.000 mã 30 giùm em ạ. À. 2m 30.000 mã 30 giùm em nha. 2m mã 30 giùm em ạ. À. Một mảnh lụa chinh phong mấy chị, mềm mịn mát có giãn ạ, à. Lụa chinh phong hoa nhí. Khúc này em có 1m5. 2m5. 2m5 mảnh này ạ, à. 2m5. 2m5 42.000 mã 42 giùm em ạ. À. 2m5 luôn có 42.000 thôi mã 42 giùm em nha. 42.000. Mã 42 giùm em ạ. À.
42.000 mà 42 em. Lụa 100D mấy chị. Mềm mịn mát có dạng. Cái màu gì mà nó đẹp. 42 toàn thân. Em có 3m2 mảnh này, 3m2 mấy chị. 3m2 mảnh này, siêu cấp vô địch. 3m2. Lụa 100D. 3m2 55.000 mã 55 giùm em ạ. 3m2 có nào? À này. Rồi em giảm còn 50.000, nó gần đường biên thôi mấy chị. 50.000 mã 50 giùm em nha, 50.000. 3m2 50.000. Mã 50 giùm em ạ. 50 Minh Nguyễn. Đây ạ, à, cái này mấy chị may áo là xuất sắc luôn nha. Em có 1 mét may áo ạ, à, lụa may áo giùm em. Lụa mềm mịn mát có dạng may áo giùm em 1 mét. 1 mét 20.000 mã 20 giùm em. Lụa này lụa chéo mấy chị, 1m20.000 mã 20 giùm em, rất là xinh. 20.000 mã 20 giùm em ạ. À. Cái này may áo giùm em nha, đẹp quá. Thằng này chín tấc. Chín tấc lụa chinh phong mấy chị, chín tấc lụa chinh phong. 20 Dân Loan. Chín tấc 8.000 mã 8 giùm em ạ, à. 8.000 mã 8 giùm em. 8.000. Mã 8 giùm em ạ. À. Mảnh này một mảnh lưới mấy chị, lưới ép nhung màu da, lưới ép nhung màu da. 2m20.000 mã 20 giùm em ạ. 2m20.000 mã 20 giùm em. 2m20.000 mã 20 giùm em nha. 2m20.000 mã 20 giùm em ạ. Lụa mango mấy chị, lụa mango siêu đẹp, giảm 4 chiều 1m rưỡi. 20 Nguyễn Ngọc Hạnh. À, em có 4 mét ạ, 4 mét lụa mango mềm mịn mát dạng 4 mét giùm em. Chị nào lấy không hết mình chia đôi nha. 4 mét 70.000, chị nào lấy không hết thì 70 chia đôi giùm em ạ. 4 mét 70.000, 70 hoặc là 70 chia đôi giùm em. 70 hoặc là 70 chia đôi giùm em nha. Bốn mét mã 70 như vậy là 70 chứ đâu. Ngày mai 6:30 em like nữa là hết hàng sale nha mấy chị. 70 Dân Loan lụa dương chia đôi. Ok chị. Em có 1 mét mảnh này. 1 mét 10.000 mã 10 giùm em ạ. Trái tim 1 mét 10.000. Quanh kính đen mấy chị. Quanh kính đen 1 mét 7.000 mã 7 giùm em ạ. 1 mét 7.000 quanh kính đen 7.000. Mời Nguyễn Ngọc Hạnh. Lụa mango đen nè mấy chị. À cái này nó bị gì vậy đó. Bị gì tu tu ta. Rồi em cắt qua khúc này. 7 ly vàng. Bị gì mà tu 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 vậy ta. Này may đồ đi cho rồi. Chị còn là dây viền không chị? Cái gì? Dây viền. Dây viền em còn. Chị nào cần dây viền thì à, gọi Zalo cho em nha. Em sẽ bán riêng thôi chứ em làm biếng like quá. Dây viền còn ít đấy mấy chị. Thằng này ạ. À, thằng này em còn 1m6 ạ. À, 1m6 mảnh này. May váy, may áo sơ mi giùm em rất là dễ thương. Nó mỏng mỏng mấy chị, 1m6. 1m6 17.000, mã 17 giùm em ạ. À. 1m6 17.000, mã 17 giùm em. Siêu đẹp. 17.000 mã 17 giùm em nha. 17.000. Đây ạ, à, lụa mango mấy chị ơi. Lụa mango blueberry mềm mịn mát có dạng ạ. À. Dạng 4 chiều luôn. Hàng này em có 2m rưỡi ạ, 2m rưỡi mảnh này. Mềm mịn mát có dạng tới 4 chiều mấy chị. 2m rưỡi 40.000 mã 40 giùm em ạ. 2m rưỡi 40.000, rất là xinh. Mai áo dài bà ba đồ bộ 2m rưỡi 40.000 mã 40 giùm em ạ. 17 Thư Nguyễn. 2m rưỡi 40.000 mã 40 giùm em nha. Siêu cấp chưa được. Hàng này lanh mặt lụa mấy chị, lanh mặt lụa mảnh này giùm em. Hàng này em có 1m rưỡi. Em có 2m mảnh này ạ, 2m. 2m mảnh này lanh mặt lụa. 40 Nguyễn Ngọc Hạnh. 2m40.000 mã, mã 39.000 mã 39 giùm em. Ngày mai em soạn thêm nhiều hàng sale 99.000 nữa là em hết hàng sale rồi mấy chị. Ngày mai là em bắt đầu phải soạn ra tại vì
hết rồi. 2m90 nè, 2m39 ngàn mã 39 nha em. Tại vì lụa nhà em là toàn là lụa tuyển không mấy chị ơi, thành ra hàng sale nó đẹp như là tiên vậy đó mấy chị. Nó 39 đẹp dữ lắm. Thanh Lê. Nhà em tại vì em đi lấy hàng là em lụa từng mảnh hàng tuyển hết, hàng nước một hết. Thành ra không có chuyện xấu xí gì ở đây hết mấy chị. Chỉ là do nó xui thôi, nó chốt trúng mấy cái con mắm khùng khùng nó xả ra thôi. Chứ không có chuyện gì hết mấy chị ơi. Nó rất là đẹp đây ạ. À. Lưới mấy chị ơi, lưới thun nha. Lưới thun mà nó có ép kim lên nữa rất là xịn giùm em. Đây em có một khúc này. Siêu siêu của siêu đẹp luôn mấy chị, đẹp lắm. Lưới thun, may váy may áo giùm em ạ, à. Lót nhẹ một cái là nhức cái nách luôn nha mấy chị ơi. Em coi bao nhiêu tiền một mét nha. Lưới thun này hơi bị khó, thôi bây giờ em bán mấy chị 18.000 luôn. Nè, người ta bán lưới thun 50-60 ngàn một mét, em bán 18.000 một mét thôi. Lên mã 18.000 kèm số mét giùm em. Bây giờ em cắt cái này khó lắm. Mã 18.000 kèm số mét giùm em ạ, 18.000 một mét. Bao rẻ. 18.000 kèm số mét giùm em ạ. Mã 18 kèm số mét giùm em nha. 18.000 một mét thôi mấy chế ơi. Rẻ rề rẻ riết. Mã 18 kèm số mét giùm em ạ. À. Mảnh này lụa 100D mấy chị, lụa 100D. Bi màu đỏ thẫm như thế này. Mềm mịn mát giãn. Em có 1,5 m mảnh này ạ, 1,5 m mảnh này. Siêu đẹp nha, 1,5 m ạ. 1,5 m 25.000 mã 25 giùm em. Giãn 4 chiều luôn mấy chị, 1,5 m 25.000 mã 25 giùm em ạ. À. Lụa 100D bi màu đỏ đô, xuất sắc cho mấy chị. Mềm mịn mát có giãn luôn. Khúc này em có 1,7 m ạ. 1,7 m lụa 100D. 25 trên nguyện. 1,7 m 33.000 mã 33 giùm em ạ. À. Mềm mịn mát có giãn. 1,7 m 33.000 mã 33 giùm em nha. Một mảnh lụa satin hình như cái này bù cho chị gì đó. Đây ạ, à, lụa này lụa 100D hoa cúc mấy chị ơi. Mềm mịn mát có giãn. Khúc này em có 1,7 m luôn. 1,7 m lụa 100D hoa cúc. 33 ngân đặng. 1,7 m 29.000 mã 29 giùm em ạ. À. 1,7 m 29.000 mã 29 giùm em. Mềm mịn mát có giãn. 1,7 m 29.000 mã 29 giùm em ạ. À. Siêu đẹp mấy chị ơi. 1,7 m 29.000. Một mảnh lụa satin mờ mấy chị, lụa satin mờ như thế này. 29 Trang Nguyễn. Mai áo dài, mai áo bà ba, mai áo lẻ giùm em, có giãn nhẹ luôn. Khúc này em có 2,6 m ạ, 2,6 m mảnh này. 2,6 m ạ. 2,6 m 42.000 mã 42 giùm em ạ. 2,6 m 42.000 mã 42 giùm em. Quá đẹp. Ôi cái này rẻ quá trời mà mấy chị không lấy nè. Rẻ quá đẹp, em chia số mét luôn cái đó. Đẹp quá mấy chị. Đây à. Lên mã 18.000 kèm số mét giùm em. Hoa chân như thế này. Mai váy mai áo rất là sang mấy chị. Nó giãn 4 chiều. Nó là lưới 7 biên nha mấy chị. Lưới 7 biên người ta bán 4-5-60 ngàn một mét. Em bán bao nhiêu? 18.000 một mét thôi. Lên mã 18.000 kèm số mét giùm em ạ. À. Hoa chân hai đầu như thế này. 42 Trang Nguyễn. Mã 18.000 kèm số mét giùm em. 18.000 một mét ạ. À. Đây à. Này là KT Nhật mấy chị, KT Nhật không nhăn em bán mấy chị là 15.000 một mét ạ. À. Lên mã 15.000 kèm số mét giùm em. Mình siêu mịn siêu mát và rất hút mồ hôi luôn mấy chị. 15.000 một mét ạ. À. Lên mã 15.000 kèm số mét giùm em. 15.000 một mét, rất là xịn nha. Ngày mai một buổi 99.000 nữa là hết rồi, hết hàng sale rồi. Có loại vải em đang mặc không vậy? À loại vải em đang mặc đợt này không có nha chị ơi. Đâu vậy? Cuối này là cái kiểu như là von heel mấy chị, von heel á. Von heel với thô heel thường may mấy cái kiểu này. Cái này nó bị dán mà nhỏ. Đây à, lụa 100D mấy chị, lụa 100D màu riêu như thế này. Khúc này em có tầm 1 mét mấy chị mà nó bị nói, 1,5 m luôn mà bị nói. Không mà bỏ luôn. Cái này nó khó xài nên sẽ bỏ qua.
một mảnh von, một mảnh von cát hàng như thế này mấy chị, sang xịn mịn von cát hàng. May váy may áo rất là xinh, không cần lót nha mấy chị ơi. À, em có 2 mét ạ, 2 mét mảnh này. Đơn 100 ngàn em xếp với sếp bên em chỉ có 22 ngàn thôi ạ. À. Hàng này 2 mét 28 ngàn, mã 28 giùm em nha. 2 mét 28 ngàn, mã 28 giùm em ạ. À. 2 mét 28 ngàn, mã 28 giùm em ạ. À. Ồ cái này. Này bây giờ em bán cái rẻ cho mấy chị luôn. Lưới thiêu nha. Một mảnh lưới thiêu như thế này. 25 ngàn, em giảm còn mấy chị là còn 14 ngàn một mét, lên mã 14 ngàn kèm số mét giùm em. Đây bán không lỗ không đục quần mới lạ. 28 hoa bất tử, 14 ngàn một mét, lên mã 14 ngàn kèm số mét giùm em. Hôm mấy chị ra ngoài chợ mua một cái bông hoa này bao nhiêu, hết 10 ngàn rồi, bây giờ là 14 ngàn một mét luôn mấy chị. Khổ này khổ tới mét 6 lần nha, rất là xinh. Đủ 20 mét không? Chắc đủ quá. Hải Phượng 14 ngàn 20 mét. Ok chịu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Còn là 15 mét à, để hết cho chị. Cái đó ai bơm cái bụng á. Đúng cái bụng luôn. Hết hàng sale rồi. Đây à, này 15 ngàn một mét mấy chị, KT Nhật 15 ngàn một mét, lên mã 15 ngàn kèm 6 mét cho mấy mặt. 15 ngàn một mét, rồi em lấy lưới thiêu em bán cho mấy chị luôn. Bao đẹp, lưới thiêu. Em còn mấy cái lưới thiêu này, sale luôn, xa le luôn mấy chị. Để cho mấy chị xài cho nó khỏe. Đây lưới thiêu như thế này. Lưới thiêu màu xanh biển nha mấy chị. Thằng này em có, thằng này em có 1m7 lưới thiêu trái tim 1m7 này, lên mã 17 giùm em ạ. À. 1m7 17 ngàn, mã 17 giùm em nha, lưới thiêu trái tim 1m7 17 ngàn, mã 17 giùm em ạ. À. Còn hàng này là lưới thiêu Dior mấy chị, 35 ngàn một mét, em giảm còn 20 ngàn một mét, lên mã 20 kèm số mét giùm em. Lưới thiêu Dior nó thiêu chằng chịt quá thành ra nó nặng thôi mấy chị, chứ không gì. 20 ngàn kèm 6 mét giùm em còn khoảng 5-6 mét nữa là hết. 17 Thái Phượng 20 ngàn 1 mét, lên mã 20 kèm 6 mét giùm em nha. Lưới thiêu bi như thế này, siêu dễ thương. Lưới thiêu bi ạ. 1, 2, 3, 4 20 phiền phí 2 mét. Ok chịu. 3 Em có 5 mét ạ, 5 mét này, 5 mét này 45 ngàn, mã 45 giùm em nha. 5m 45 ngàn, mã 45 giùm em ạ. À. Siêu dễ thương, lưới thiêu 45 ngàn, mã 45 giùm em ạ. À. Đây lưới trái tim mấy chị, lưới thiêu trái tim nha, rất là xinh. 25 mét. Ok chịu, còn nhiêu để hết đi. 45 lê mi 3m 4m rưỡi. Đây em có 5m này, 5m này 60 ngàn, mã 60 giùm em ạ. À. 5m 60 ngàn, mã 60 giùm em nha. Còn 60 ngàn nè mấy chị, 5m 60 ngàn. Hàng này 35 ngàn 1 mét, em giảm còn 18 ngàn 1 mét thôi. Lên mã 18 ngàn kèm số mét cho em. Đẹp lắm mấy chị. Thiêu chằng chịt như thế này, 18 ngàn 1 mét lưới thiêu. 18 ngàn 1 mét, lên mã 18 ngàn kèm số mét cho em ạ. À. Quá đẹp. 18 ngàn. 35 ngàn, ngàn giảm còn 18 ngàn. 60 miệng Ngọc Hạnh. 3 mét. 4 mét rưỡi. Rồi em còn 5 mét thôi là hết rồi. 5 mét 18 ngàn thôi mấy chị. 18 ngàn 1 mét, em còn 5 mét hết luôn mấy chị. Bán cho nó hết luôn. Lưới thiêu em còn khúc này. Đây, 1 mét rưỡi 3 mét 4 mét rưỡi. Đây 5 mét ạ. Huyền Vi 2 mét 5 mét 60 ngàn, mã 60 giùm em ạ. Hoa Bất Tử 2 mét. Còn 5 mét mà sao em chia kìa. Vậy thôi 2 mét rưỡi, 2 mét rưỡi nha mấy chị ơi. Mỗi chị 2 mét rưỡi sửa lên chị. Thằng này à, xinh lắm mấy chị ơi. Em còn 5 mét 60 ngàn đó. Với khúc này 2 mét 2 mét 20 2 mét 24 ngàn nữa là hết à. 2 mét 24 ngàn. À còn khúc nữa nè. 2 mét 24 ngàn.
Cái này nó bị lỗi một khúc em không tính nha. Cái này à, 2 mét luôn, 24.000 hai khúc. Hai khúc 24.000 hết. Bị cắt dụng á. Thằng này 3 mét. Nè, 3 mét rưỡi, 3 mét rưỡi mảnh này. Rất là xinh. 3 mét rưỡi lên mã 35 giùm em nha. 3 mét rưỡi nha, 12 á chị. Mã 35 giùm em. Em có mảnh này, mảnh này may được cái áo giống em nha. Rất là xinh. Đây, mảnh này may cái áo giống em được luôn á, đẹp lắm. Này mấy chị làm thảm trải bàn hay là may cái gì cũng xinh hết, đẹp lắm. Hai đồng như thế này. Rất là sang. Thằng này em còn khúc 2 mét. 2 mét này để cho em để chị 30 ngàn thôi, mã 30 giùm em ạ, 30 ngàn. Mã 30 giùm em. Rồi hết lưới thiêu luôn. Còn một mảnh cuối cùng. Thiêu hoa hồng mấy chị ơi, thiêu hoa hồng. Hoa đầu như thế này, đẹp lắm mấy chị. 30 Thúy Lê. Rồi 2 mét này. 2 mét này 30 ngàn, à, 29 ngàn thôi, mã 29 giùm em. 29 ngàn, rồi hết mấy chị ơi. Mã 29 giùm em nha. 29 Hải Phường. Ok chị. Rồi cái này em sale luôn mấy chị ơi. Ai sale luôn cái này. Rất là xịn luôn. Thằng này 2 mét. 2 mét này 25 ngàn, mã 25 giùm em ạ. À. 2 mét 25 ngàn, mã 25 giùm em. Em tặng luôn khúc này nè. Này nó tới 2 mét rưỡi lần, em tính có 2 mét nè. 25 ngàn, mã 25 giùm em nha. Tính nghe 2 mét rưỡi có 25 ngàn nè. Mã 25 giùm em ạ. À. 25 dân luôn. Siêu đẹp. Thằng này. Thằng này 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi 20 ngàn, mã 20 giùm em ạ. À. 1 mét rưỡi 20 ngàn, mã 20 giùm em nha. 20 ngàn mã 20 giùm em ạ. À. Thằng này 20 sủ gì? 2 mét này, 2 mét 24 ngàn mã 24 giùm em ạ. À. Ủa 25 ngàn mã 25 giùm em nha. 2 mét 25 ngàn mã 25 giùm em ạ. À. Em còn mấy phút nữa là hết. Mười hai ngàn một mét đó mấy chị. Này em còn khúc này, một mét rưỡi, ba, bốn mét rưỡi. Em có 4m6, 4m6 lên mã 46. Chị nào lấy không hết thì chia đôi giùm em ạ. 46 hoặc là 46 chia đôi giùm em. 12 ngàn một mét ạ. 25 Thư Nguyện. 46 hoặc là 46 chia đôi giùm em ạ. 4m6 á mấy chị. 12 ngàn một mét. 46 Hải Phường. Nhân 12 á bé. Khúc này. Rồi em còn đúng 2 mét luôn. 2 mét 25 ngàn. Ủa, cái này nó bị dơ một chút xíu. Đây à, 22 ngàn mã 22 giùm em nha. Khúc cuối cùng 22 ngàn. 2 mét 22 ngàn mã 22 giùm em ạ. À. Rồi em xa le luôn mấy cây này luôn. Cái lụa. 22 Huyền Phi. Một cây lụa cát mấy chị ơi. Mai áo mai váy nó có giãn nhẹ giùm em nha. Cây lụa cát. Mai đồ bộ được luôn á. Đợi em xíu không cắt mở mấy mảnh này ra. Quá trời lỗi rồi. Cái lô này bé không tụt quần không ăn tiền. Nó là lụa Hàn Quốc á mấy chị. Nhưng mà cây nó nhỏ quá, thành ra em bán em sẽ bị lỗ cái cùi á. Cái cùi giấy á, em lấy vô cũng là 100 ngàn một ký. Nhưng mà cái cùi của nó em bán được có 3 ngàn thôi. Cùi nó em bán được có 3 ngàn ký à. Cái lỗi ở trong á, tại vì cây Hàn Quốc này nó là cây nhỏ, không phải là cây bự á. Thì em bị lỗ. Lâu lâu lỗ vậy đó mấy chị ơi. Đây à, cây lụa này mấy chị may được quần nha. Mai chân váy, mai áo khoác giùm em. Nó có giãn nhẹ thôi. Mai quần tây nè, mai chân váy, mai áo khoác giùm em. Siêu đẹp. Khúc này dày nha mấy chị ơi. Rồi em đo mảnh này giùm em. Này nó bị lỗi nhẹ chỗ này. Em bỏ khúc này ra cái đó. Cái này em có 1m1. 1m1 cái này. 1m1 may được cái quần đó mấy chị. Siêu đẹp luôn nha. Mềm mịn mát có giãn nhẹ 1m1 ạ. À.
Cây lụa này, cây lụa Hàn Quốc á mấy chị. 1m1 35.000. Em bán mấy chị 32.000 một mét đó mấy chị. Lên mã 32 giùm em, cái này lên mã 35 giùm em nha. Siêu đẹp, 35. May quần, may áo khoác hay là may chân váy đều được ạ. 32.000 một mét, lên mã 32 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Em bỏ khúc này nữa. Nó bị lỗi là bị lỗ mà. Không được rồi, bị hết luôn rồi. Quá trời à. 32.000 mã 32 mấy em. Cái này em còn mấy mốt rồi mấy chị ơi. 35.000 chứ. Hai khúc 35.000, còn khúc giữa không xài được rồi. Lỗ tụt cái quần. 35.000 1m1. Mai chân váy mai áo khoác giùm em, rất là xinh. Này. 35.000. Lụa này rất là mịn mấy chị, lụa hai da như thế này. Biên xù rất là đẹp nha mấy chị. Hàng thì xịn lắm, nhưng mà tại vì cái này có 1 mét à, mét 32.000, mã 32 giùm em. 32.000, rồi hết luôn á. Còn cái chính giữa này là không có bán được, bị lỗi. Rồi em lên cây khác. Có đen nhung không chị? Hả? Có đen nhung không chị? Ren nhung không có chị ơi. 32 Hải Phượng. Cái này rất là xịn nha mấy chị. Để em xả hết cái cây này kìa. Đây. Cái này là vôn gẫm á mấy chị. Đó là vôn gẫm như thế này. Rất là xịn nha. May áo may váy áo dài bà ba không cần lót mấy chị ơi. Chỉ có may đồ bộ thì mặc ở nhà được thôi. Ok. Mềm mịn rũ mát, 1m5, 3m, 4m5. Đây à, 6m mảnh này, em có 6m ạ. À. Em có thể chia làm 3 được ạ, à. 6m chị nào lấy hết cũng được mà, chia làm 3 cũng được nha, 6m. 6m này. 6m này 78.000 mà 78 hoặc là 78 chia em chia làm 3. 6m chỉ có 78.000 thôi, quá là đẹp mấy chị. Vòn gắm như thế này, 6m 78.000. 78 hoặc là 78 chia làm 3. Áo dạ bà ba, đồ bộ, váy áo lẻ giùm em. 78 Nguyễn Ngọc Hành. Ok chị. Cái cây lụa này super đẹp mấy chị. Màu này nó ngọt kinh khủng ngọt luôn á, mềm mịn mát có giãn luôn. Này, cây này mấy chị ơi, xuất sắc luôn mấy chị ơi. Nó đẹp. Để em xíu em báo giá luôn. Đẹp lắm đẹp nha. Mai váy mai áo áo dài bà ba giùm em, có giãn nhẹ luôn, mai đồ bộ được luôn mấy chị ơi. Bi màu này. Đẹp lắm mấy chị. Thằng này em có 1m5. 3m. 5m5 ạ, 5m5 mảnh này. Siêu đẹp, 5m5. Ok. 5m5 99.000. Quá rẻ luôn mấy chị. 5m5 mà có 99.000, mã 99. Chị nào lấy không hết thì 99 chia làm 3. 33.000. Mỗi người 1m8. 99 Hải Bộ. Ok chế. Rồi cây này em còn cây nữa nè. Em còn một cây nữa. Em thì em hết hàng sale rồi đó. Ngày mai em sẽ cố gắng em lôi luôn hàng mới vô lại để sale luôn. Lụa màu rồi à. Nói chung là thập cẩm hết. Em bán là ngày mai là em soạn hàng, em bán tụt cái quần em luôn. Bán cho nó bớt mấy chị ơi. Lâu lâu mình phải sa le vậy đó mấy chị. Tại vì kho của em giờ nó hết chỗ chứa rồi. Nó cứ về hoài đây à. Một mảnh lụa gấm như thế này, lụa von gấm xịn, mai áo dạ bà ba không cần lót, mai đồ bộ được luôn nha mấy chị ơi. Khúc này em có 1m5 nè. 3m, ngày mai 6h30 nha mấy chị ơi. 4m5. 6m. 7m5. 9m. Rồi, còn đúng 9m5 mấy chị, 9m5 mảnh này. Siêu đẹp nha, 9m5 luôn mấy chị ơi. Mềm mịn rũ mát 9m5. 123.000 chia mà 9m5 em. Đẹp lắm.
13.000 thôi, quá rẻ mấy chị. Một mảnh lụa như thế này mà chỉ có 13.000 thôi. 123 chị nào lấy hết, còn không lên mã 13 kèm số mét giùm em. Rất 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 là đẹp mấy chị ơi. Đây, 13.000 một mét hả mấy chị? May áo, may váy, áo dài bà ba không ngần lót luôn. Mã 13.000 kèm số mét giùm em có 9,5 m. 13.000 một mét thôi ạ. À. Bao đẹp. Rồi em lên cái hàng xô len lại. 13 lụa dương 2 m. Ok chị yêu. Rồi em lên cái xô len lại cho mấy chị ra lên nha, rất là sang luôn. Xô len em mới về nhiều màu lắm. Thúy Lê An 2 m rồi. Minh Nguyễn 2 m. Phạm Anh 1 m. Rồi ok. Đây ạ. À. Xô len mấy chị ơi, màu hot nhất của tụi em đây là màu xô len, là màu sen. Lên mã sen kèm số mét giùm em. Xô len em bán chỉ có bao nhiêu? 50.000 một mét thôi ạ. À. Đẹp lắm mấy chị ơi, 50.000 một mét thôi, xô len như thế này. Xô len chuẩn Mỹ luôn nha, rất là đẹp. 50.000 một mét, lên mã sen kèm số mét giùm em ạ. À. Sen kèm số mét giùm em, bao đẹp lắm mấy chị ơi, sen nha. Màu này là màu tuyến sen á mấy chị, lên mã sen kèm số mét giùm em. Rồi màu đỏ tươi mấy chị ơi, lên mã đỏ kèm số mét giùm em ạ. À. Xô len đỏ tươi như thế này. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 50.000 một mét, lên mã đỏ kèm số mét giùm em ạ. À. Đỏ. Lên mã này là đỏ đô, lên mã đô kèm số mét giùm em. 50.000 một mét xô len, lên mã đô kèm số mét giùm em nha. 13 hoa bạc tử 2 m. Ok chị. Màu hồng ruốc. Ủa cái này phải hồng ruốc không ta? Xô len này mấy chị may đầm body nè, may đồ bộ nè, hai cái giống chị cũng đẹp hết. Xô len là dạng 4 chiều á chứ. Cái này lên mã da kèm số mét giùm em ạ. À. Da kèm số mét giùm em. Rất là đẹp, lên mã da kèm số mét giùm em nha. Đây ạ, à, lên mã tím kèm số mét giùm em. Tím như thế này. Màu tím này ở ngoài nó sẽ nhạt hơn một chút xíu. Lên mã tím kèm số mét giùm em ạ. À. Tím kèm số mét giùm em. Rất là xịn. Ai làm gì thơm dữ vậy trời. Trời ơi. Thơm quá vậy. Lên mã nâu kèm số mét giùm em ạ. À. Nâu kèm số mét giùm em. Quá đẹp mấy chị ơi. Nâu kèm số mét giùm em nha. Xô len nâu kèm số mét giùm em ạ. À. 50.000 một mét. Nâu xám mấy chị ơi. Lên mã xám kèm số mét giùm em. Màu rất là chuẩn. Mắc lắm, thành ra là em lựa màu là siêu siêu chuẩn luôn. Màu nào mà mấy chị khoái em mới về. Đen kèm số mét giùm em nha. Xô len đen. Bên em còn có la dông đen nữa. La dông đen em bán có 35.000 thôi. La dông đen em là chuẩn luôn mấy chị ơi. À, 3 m 1 ký. Đây ạ. À, lên mã xanh coban kèm số mét giùm em. 50.000 một mét. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi em lên cây khác nha. Ủa cái này mấy nay lên hết chưa em á? Mày chia hết chưa? Cây này em còn một cây nữa nha mấy chị ơi. Một cây cuối cùng. Cây này nó đẹp nên em bán 13.000 một mét, lên mã 13.000 kèm số mét giùm em còn cây nữa là hết. 13.000 một mét lụa như thế này. May váy, may áo, may đồ bộ giùm em, rất là xinh. 13.000 ạ. À. 13.000 kèm số mét giùm em ạ. À. Hàng cây chính phẩm, để em cắt nó ra coi. 13.000 kèm số mét giùm em nha. Cây cuối cùng. 13.000 thôi ạ. À. Mềm mịn rũ mát, 13.000 một mét ạ. À. 13 Thu Nguyện 1 m rồi. Ok chị yêu. Hải Phượng 10 m. Rồi. Để em coi đủ mịn của chị không. Rồi, 1 m rưỡi với 10 m phải không? Nè, 1 m rưỡi. 3 m. 4 m rưỡi. 6 m. 9 m. Rồi 10 m đủ. Tiếp. Thun la dông 1 ký đựng 7 m. 1 ký đúng 3 m luôn á chị. Thun la dông của em là chuẩn, cực kỳ chuẩn luôn. 1 ký đúng 3 m luôn nha. 35.000 một mét thôi. Là mấy chị hiểu em bán rẻ cỡ nào rồi. Bán có 100.000 ký hả. Thun la dông siêu xịn. Đây em có cây này. Một cây lụa cát mấy chị. Lụa cát màu tím, siêu dễ thương. Lụa cát màu tím nha. Lụa cát màu tím. Đây, mềm mịn rũ mát.
may đồ bộ, may váy, may áo giùm em, áo dài bà ba không có giãn nha mấy chị, siêu rủ luôn, siêu mát nhưng mà nó không có giãn giùm em ạ. 3 mét 13 lê hàng 1,5 mét 4,5 mét là hết em. 6 mét đây, 7,5 mét à, 7,5 mét mảnh này rất là đẹp, 7,5 mét giùm em, hàng cây chính phẩm hết, 7,5 mét à, quá đẹp rồi mấy chị ơi, 7,5 mét. Đây, 7,5 mét có 138 ngàn thôi mấy chị. Chị nào lấy không hết thì 138 ngàn chia, em chia làm 4 à. 7,5 mét em có thể chia làm 4 được, rất là xinh. Đây, 138 chị nào lấy hết, còn không em chia làm 4 nha. 138 hoặc là 138 chia giùm em ạ. Rồi, cái này. Em lên cái này mấy chị ơi. Siêu đẹp, von heel mấy chị. Nó là von hard heel như thế này. Thiêu nổi hết mấy chị, nó có thiêu bi nổi trên này luôn nha. 1, 3, 8 hai bạn tự chia 4. Ok chịu. Em còn 3/4 nó là hết nha mấy chị ơi. Còn 3 phần nữa. Nên 1, 3, 8 chia giùm em ạ. Đẹp quá. Von hard heel và có dịch kim luôn mấy chị ơi. Nó có cả dịch kim trên này luôn nha. Đẹp lắm. Hay 1,5 mét 3 mét 4 mét rưỡi 6 mét 7 mét rưỡi 10 mét rưỡi 11 mét à, em có tổng cộng 11 mét này. Von hàng hoa thiêu nổi dịch kim. Chị mới nói 11 mét không em? 11 mét à, 11 mét có 85 ngàn thôi mấy chị ơi. 11m 85.000 mã 85 giùm em ạ. À. Hoặc là em chia 11m 85.000 mã 85 giùm em nha. 11m 85.000. Ừ, có 8.000 mét hả mấy chị ơi, quá rẻ. Chưa tới 8.000 nữa. Đây ạ, à, một mảnh lụa satin sọc như thế này. Khúc này em có 2,5 mét à, 2,5 mét là satin sọc. 85 Hải Phượng. Ok chịu, 2,5 mét satin sọc 34.000. 2,5 mét 34.000 mã 34 giùm em ạ. À. 2,5 mét 34.000 mã 34 giùm em nha. 2,5 mét 34.000 mã 34 giùm em ạ. À. 34 Thủy Lan. Một mảnh von mấy chị ơi, von bi như thế này, đẹp nhất nách cho mấy chị. Đây em coi bao nhiêu 1 mét ạ. À. Có ít xịu mấy chị, một cây nó có chút xíu à. Đó, bán lỗ tụt quần luôn đây. Một cây như nè mấy chị, em mua 100 ngàn em bán ra có 3.000 ký à. Nguyễn đẹp nhắn tin cho bạn. Chị đẹp là muốn nhắn tin cho mình đây. 1,5 mét 3 mét 4,5 mét 6 mét. Có lanh hàng không chị? 7,5 mét gì? Lanh hàng. Không có chị ơi, bữa nay không có nha. Tạm đừng sao mới có 7,5 mét à. 7,5 mét mảnh này. Đây, 7,5 mét 90.000 mã 90 giùm em ạ. 7,5 mét 90.000 mã 90 giùm em, rất là xinh. 90.000 mã 90 giùm em ạ. Siêu đẹp luôn nha, may váy may áo cần lót nhẹ giùm em ạ. Mã 90 giùm em. Xuất sắc, 90.000. Mã 90 giùm em ạ. 90 Nga Nguyễn. Ok chứ yêu. Đây ạ, à, một cây lụa này. Mấy chị có thể làm rèm giùm em nha, em sẽ giảm giá cho mấy chị. Rèm. Hai cái này, thằng này lụa này có nhiều ni lông á mấy chị. Mình mặc thì hơi nực, may quần cho ông xã thì được. Nó nực thì kệ bà. May quần cho ông xã được nha mấy chị ơi, hoặc là may rèm. Khúc này à. 1,5 mét. Ba mét. 4,5 mét. 7 mét à, 7 mét em có 7 mét mảnh này, hai gèm giùm em nha. 7 mét này em bán mấy chị 78 ngàn thôi. 7 mét 78 ngàn, 11 ngàn mét. 7 mét 78 ngàn mã 78 giùm em ạ. À. Dày lắm mấy chị, làm rèm siêu đẹp nha, rất là đẹp luôn. 7 mét 78 ngàn. Cái đó căng ra không 22 ngàn mét diễm thôi chứ. Cái đó căng ra tới 22 ngàn mét là mấy chị. À, nó dài quá. Cái này, cái von chinh phong mấy chị, von chinh phong siêu đẹp. Đây, có giãn nhẹ luôn, von chinh phong.
Con này em có 1,5 m, 3 m, 4,5 m, 6 m. Em có 6,5 m à, 6,5 m mảnh này. 6,5 m mấy chị ơi. Đây, 6,5 m 70.000 mã 70 giùm em ạ. 6,5 m 70.000 mã 70 giùm em. 70.000 mã 70 giùm em nha. 6,5 m 70.000 mã 70 giùm em ạ. Sáu mét rưỡi mã 70 giùm em nha. Đây một mảnh von chinh phong tiếp đó chị. Mấy giờ mấy chị ngủ hết rồi ta? Mấy 9:30 mà. 70 nước quá 3 m. Chị ơi khách mới cho em số điện thoại chị ơi, cho em số điện thoại nha chế yêu. Đơn 100.000 em ship, phía ship bên em chỉ có 22.000 thôi à. Ngày mai 6:30 bên em cũng có like nữa mấy chị ơi, 99.000. Live chim cuối 99.000. Quanh chinh phong nè. Ok. Ghé đâu ta. Khúc này em có 1,5 m, 3 m, 4,5 m à, 1,5 m mảnh này. Dạ không chị ơi, em có cây nào em xeo cây đó nè, hàng cây chính phẩm hết, 4,5 m, chinh phong, mềm mịn mát giãn, may áo may váy giùm em ạ, 4,5 m. 4,5 m 47.000 mã 47 giùm em ạ. 4,5 m có 47.000 thôi mấy chị, mã 47 giùm em nha. Còn hình như hết rồi chị ơi, ngày mai em mới soạn nữa. Bây giờ em soạn như em bán hết trơn nãy giờ. Ngày mai em soạn nữa nha. Hàng này. Còn bây giờ hàng lụa hàng cây không à, hàng cây chính phẩm không à. Còn mượn anh gọi là hàng khúc. Ok, mấy cây này nữa là em nghỉ rồi. Này em có 1,7 m. Mình hết nguyện chị hai. Ok chịu, 3 m, 4,5 m. Em có 5 m mảnh này, 5 m. 5 m ạ. 5 m 50.000 mã 50 giùm em ạ. 5 m 50.000 mã 50 giùm em. Sang xịn mẹ, 5 m 50.000 mã 50 giùm em nha. 5 m 50.000 mã 50 giùm em ạ. 5 m có 50.000 đó mấy chị ơi. Mã 50 giùm em ạ. Lụa dùm mấy chị. 50 nước hoa 3 m. Ok chị. Đây à, mảnh này siêu đẹp mấy chị ơi. Lụa dùm này rất là xịn nha. May áo cho ông xã hay là may quần sọt này nọ giùm em. Rất là mịn và đẹp luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mai quần tây, mai quần à, mai áo sơ mi hoặc là mai quần sọt giùm em. Em bán chỉ có 20.000 một mét thôi mấy chị. Lên mã 20 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 20.000 một mét thôi, lên mã 20.000 kèm 6 mét giùm em. Rất là đẹp. Mã 20 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Đây lên mã 20 kèm 6 mét giùm em. Còn có hai cây dừa nữa là hết rồi. Không có chị ơi, 2 m 20.000 mã 20 giùm em nha. Evon này, Evon dịch kim nha mấy chị. Evon dịch kim như thế này. Áo dạ bà ba rất là sang, nó có dịch kim luôn. Rất là đẹp mấy chị ơi, von dịch kim. Von dịch kim như thế này, sang xịn. Đây khúc này. Von dịch kim. Ok chịu. 1,5 m, 3 m. Em có 3,5 m, chị lấy hết luôn giùm em nha. 3,5 m. Von dịch kim rất là xịn.
3,5 m có 39.000 hà, chị lấy hết giùm em nha, đẹp lắm. 39.000 của chị nước hoa. Đơn 100.000 em ship nha chế, cho em số điện thoại chưa? Ok chịu. Đây, em còn một khúc nữa. Mảnh này 1,5 m, đừng nói mấy chị giờ này còn đi chùa nha ta. 3 m 4,5 m 5 m à, 5 m này rất là xinh. 5 m von dịch kim. 5 m để em coi nhiêu. Đây à, 5 m 54.000, mã 54 à, rất là xinh. 54.000 Nguyễn. Ok chịu. Cái von chinh phong mấy chị, von chinh phong dệt kim luôn. Nhưng mà dệt kim này kiểu dệt kim hạt mưa á, rất là xịn. Đây. Von dệt kim như thế này. Nó có hạt, rất là xinh mấy chị ơi. Lai thông sau lưng đi ạ. Lai thông sau lưng à, ok. Ok chứ yêu. Chụp màn hình lại chị nha, chị lên mã số á. 3 m 4,5 m 6 m. Đây à, 6,5 m mảnh này, 6,5 m von dệt kim, 6,5 m. Không phải đâu. Tao like tao nói. Bây giờ mày chụp cũng như không à. 6,5 m. Ý chị nói là trong lúc like em chụp lại á, 6,5 m 68.000, mã 68 giùm em ạ. À. 6,5 m 68.000, gọi em lên thun nha mấy chị, thun mới bên em về rất là nhiều luôn. Em bán thun anti đồng giá 36.000 một mét cho mấy chị dễ mua, tính ra chỉ có 110.000 một ký thôi, bao đẹp với mấy chị luôn. Rồi giùm em lên thun nha. 68 hai phượng. Đây thun này lập thể mấy chị. Siêu siêu của siêu đẹp luôn giùm em ạ. À. Đây. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. À. Số 1. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em, mấy chị coi giùm em nha, độ sắc nén như thế này. Cực kỳ xịn mấy chị ơi, hàng anti bên em là anti chuẩn Mỹ, hàng công ty hết mấy chị cứ yên tâm. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. À. Số 1. Đây lập thể số 1 như thế này. Màu này rất là sang mấy chị ơi. Mai đồ bộ rất là xinh luôn. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em nha. Đẹp lắm luôn á. Thun anti Mỹ dạng 4 chiều như thế này. 36.000 một mét thôi mấy chị ơi. Rất là rẻ. Một bộ với nó của chị. Của nó là 1m6, 1m7, 1m8 tùy theo mấy chị ốm hay mập thôi. 60 mấy ngàn một bộ thôi mấy chị. Rẻ lắm. Mã số 1 là Ngọc Hân 3m4. Ok chịu. Rất là đẹp luôn á. Đây beo mấy chị ơi. Beo. Cái này em bán mấy chị 36.000 là em bị lỗ, nhưng mà em bán luôn tại vì thằng này 1 kg có 3 m hả? Đẹp lắm mấy chị ơi, beo như thế này. Beo nâu như thế này. Lên mã số 2. Đây mấy chị, xuất sắc cho mấy chị ơi. Lên mã số 2 kèm số mét giùm em ạ. À. 36.000 một mét, lên mã số 2 kèm số mét giùm em. Sang xịn mịn lên mã số 2 giùm em ạ. À. Đẹp lắm mấy chị ơi. Ôi, mai áo mai váy á, ổ lộn. Cái này mấy chị mai váy, mai đầm body. Cái này mấy chị mai đầm body, nhức cái nách luôn á mấy chị. Lên mã số 2 à. Mã số 1, hàng trần 1,7 m. Ok chịu. Lên mã số 2 kèm số bộ hoặc là ổ kèm số mét giùm em nha. Số 2 à, một bộ nó tầm 1,7 m, 1,8 m thôi mấy chị ơi. Chị nào ở mớm 1,6 m thôi. Ổ cái sọc nè mấy chị ơi. Chị nào muốn ốm phải không? Muốn ốm giống em, ổ phải. Mấy chị mà ú giống em mà muốn ốm á, mấy chị lên mã. Cái này lên mã số 3 kèm số mét giùm em. Bao đẹp luôn, mã số 3 kèm số mét giùm em ạ. À. Rất là xịn nha mấy chị ơi. Mấy chị coi độ sắc nét của nó đây. Hai anti Mỹ bên em nè mấy chị. Mấy chị coi độ sắc nét của nó rất là đẹp luôn. Lên mã số 3 kèm số mét giùm em ạ. À. Số 3. Số 3 kèm số mét giùm em. Rất là đẹp mấy chị. Đây ạ. À. Quá đẹp mấy chị. Thun mà mấy chị mai dọc như thế này ốm kiểu gì mà chị nổi. Lên mã số 3 kèm số mét giùm em ạ. À. Số 3 nha mấy chị. Lập thể ra nào chị? Ủa lập thể. Lập thể là mã số 1 á em. Lập thể là mã số 1 á. Lên mã số nha em nha mấy chị ơi. Đúng không? Mã số 1 mà mấy sao. Lên mã lập thể. Ủa lên mã số 1 giùm em. Mà lên mã số giùm em không ơi, nó khùng á. Đây à, lên mã số. Số mấy rồi ta? Số 4 mà. Xích nè mấy chị ơi. Đây mẫu mới bên em. Xích như thế này. Rất là đẹp luôn. Lên mã số mấy rồi? Số 4 à. Lên mã số 4 kèm số mét giùm em. Đẹp chưa mấy chị ơi, nó sắc nét cực kỳ luôn nè. Lên mã số 4 kèm số mét giùm em ạ. À.
bao nhiêu tiền một mét? 36.000 một mét anti Mỹ thôi mấy chị. 36.000 một mét anti Mỹ dạng 4 chiều, rất là xịn nha em. Không trùng rối, không bị thụng rối gì hết. 36.000 một mét, lên mã số 4 kèm 6 mét giùm em ạ. Mẫu này lên mã số 4 giùm em. Xuất sắc mấy chị ạ. Số 4 lên mã số 4 giùm em nha. Số 4 mấy chị ơi. Đây hôm này. Ôi cái màu này. Màu này giết người nha mấy chị ơi. Lên mã số 5 kèm 6 mét giùm em ạ. Số 5. Đây, 36.000 một mét, nó sang như thế này nè mấy chị ơi. Lên mã số 5 kèm 6 mét giùm em ạ. Số 5 như thế này. Cực kỳ xịn chưa mấy chị? Nhìn một cái là mê liền nha. Số 5 ạ. Lên mã số 5 kèm 6 mét giùm em. 36.000 một mét thôi ạ. Thun anti Mỹ dạng 4 chiều mấy chị ơi. Lên mã số 5 ạ. Đẹp lắm. Số 5 kèm 6 mét giùm em. Số 5 này em còn một màu nữa. Số 5 còn một màu nữa. Đây, mã số 5 là mã này. Lên mã số 6 giùm em nha. Màu này mã số 6. Màu hồng cánh sen này rất là xịn. Đây. Lên mã số 6 kèm 6 mét giùm em ạ. Mã số 5 Lê Ngọc Hân 1m7. Nè mấy chị ơi. Lên mã số 6 giùm em ạ. Số 6 kèm 6 mét giùm em. Màu này mấy chị tôn da cực kỳ luôn. Mấy chị nào mà da ngâm ngâm giống em á, mặt sang lắm mấy chị ơi. Lên mã số 6 kèm 6 mét giùm em ạ. 36.000 một mét anti Mỹ thôi mà cái màu nó đẹp nhất cái nách mấy chị ơi. Mã số 6 ạ. Xem em té háng à. Đây mã số 6 kèm 6 mét giùm em ạ. Đẹp lắm. Mã số 6 giùm em nha. Rồi, lập thể đỏ nè mấy chị. Lên mã số 7 kèm 6 mét giùm em ạ. Số 7. Sang quá là sang luôn đây. Mã số 7 giùm em ạ. Mã số 7 kèm 6 mét giùm em. Lê Ngọc Hân mã số 6 1m7. Đây, mã số 7 mấy chị coi cái độ sắc nét của nó nè. Mã số 7 kèm 6 mét giùm em ạ. Thun anti Mỹ. Chỉ có 36.000 một mét thôi ạ. Mã số 7 kèm số mét giùm em nha. Rất là xịn luôn. Mã số 7 kèm số mét giùm em ạ. 36.000 một mét thôi mấy chị. Mã số 7 giùm em. Lên mã số 7 kèm số mét giùm em ạ. Đây đây cái màu này. Màu này hồi chiều giờ em bán quá trời bán luôn. Mã số 8 giùm em nha. Mã số 8 cái màu này. Nhìn một cái là ốm liền, ốm liếc luôn mấy chị ơi. Quá là đẹp. Mã số 8 nha em ạ. Số 8 kèm số mét nha em ạ. Thun anti Mỹ 36.000 một mét. Lên mã số 8 kèm số mét nha em. Rất là đẹp ạ. Mã số 8 nha em ạ. Đây. Sang xịn mịn như thế này. 36.000 một mét thôi ạ. Lên mã số 8 kèm số mét nha em. Đây rất là xịn nha. Đẹp lắm luôn á. Hàng cây chính phẩm anti Mỹ hết mấy chị ơi. 36.000 một mét. Màu này lên mã số 8 kèm số mét nha em ạ. Số 8 mấy chị ơi. Màu này em khoái nhất là cái beo màu này. Sang lắm. Mai một cái đầm body này mặc ở nhà hay là mà anh đi chơi thì kia rất là xinh nha. Lên mã số 9 ạ. Số 9 kèm số mét cho em ạ. 36.000 một mét. Trời cái màu này không còn gì chê hết mấy chị. Em không biết chê đường nào cái màu này luôn. Rất là xịn luôn á. Mai một cái đầm body hoặc là một cái áo, một cái váy để mặc ở nhà thôi mấy chị là sang cực kỳ. 36.000 một mét thôi mấy chị ơi. Lên mã số 9 kèm số mét giùm em ạ. Số 9 beo như thế này, xịn chưa mấy chị ơi. Lên mã số 9 kèm số mét giùm em. 36.000 một mét ạ. Đẹp quá mấy chị ơi. Đây ạ, lên mã số 9 kèm số mét giùm em nha. Đây, số 9 mấy chị ơi. Beo như thế này. Số 9 ạ. Rồi màu tím này. Em lấy lỡ rồi em lấy hết luôn mấy chị. Lên mã số 10. Mã số 10 là bonus đẹp luôn mấy chị. Chiều giờ em cắt gần hết rồi. Mã số 10 em màu tím như thế này. Đẹp chưa mấy chị ơi. 36.000 một mét. Lên mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. Mã số 10 giùm em ạ. Rất là sang. Lên mã số 10 kèm số mét giùm em nha. 36.000 một mét. Không anh đi Mỹ thôi mấy chị. Chuẩn Mỹ luôn nha. Rất là đẹp. Mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. Mã số 10. Mã số 9 yên đào 1m1. Ok chịu. Đơn 100.000 em xếp vào phía xếp bên em chỉ có 22.000 thôi à. Cái này lên mã số 10 giùm em ạ. Mã số 10 giùm em. Nguyễn Thanh Phong mã số 9 3m. Ok chịu. Ê à, chị Nguyễn Thanh Phong nhắn tin giùm em nha. Hôm trước một lần là em nhắn tin cho chị không được. Cho chị em số điện thoại nha chị ơi. Ê à, mảnh này. Lên mã số 12 kèm số mít em. Xích mấy chị ơi, siêu sang. Xích như thế này. Đẹp chưa mấy chị ơi? Cái gì? 11 rồi mà.
Mã 10 là cái mã tím đó bà. Còn cái 11 nữa. 11 là cái này nè. 11 mà. 11 mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. Cái màu gì mà nó đẹp kinh khủng khiếp mấy chị ơi. Xích như thế này, vừa xích vừa beo, rất là dễ thương. 11 kèm số mét em ạ. 11 đẹp quá mấy chị. 36 ngàn một mét hôm anh đi Mỹ thôi ạ. Mã 11 kèm số mét em ạ. 11 ngàn một mét. Ủa lộn, mã 11 giùm em, 36 ngàn một mét ạ. Quá đẹp mấy chị ơi. Mã 11 giùm em nha. 11 ạ. 11 lỡ rồi lấy hết luôn mấy chị ơi. Đây 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 đây, cái mảnh này rất là xinh. 12 12 12 kèm số mét giùm em. Mã 12 kèm số mét giùm em nha. Siêu đẹp. 12 như thế này mấy chị ơi. Hoa rất là sang nha. Mã 12 kèm số mét giùm em ạ. 12. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mã 12 kèm số mét giùm em ạ. Siêu siêu đẹp luôn. Mã 12 kèm số mét giùm em nha. 36 ngàn một mét hôm anh tim Mỹ mấy chị. Đẹp lắm. Mã 12 kèm số mét giùm em ạ. 12. Và em kết thúc livestream mấy chị ơi. Mã 12. Bông nhỏ à. Bông nhỏ hả? Rồi ok em lên bông nhỏ. Bông nhỏ này là tơ hoa mấy chị. Tơ hoa là 38 ngàn một mét nha. Tơ hoa 38 ngàn một mét. Lên mã 15 giùm em ạ. 15 kèm số mét giùm em. Rất là xinh. Đây. Hồi ôi mấy chị ơi, mấy chị coi giùm em nha. Full HD luôn giùm em ạ. Tơ hoa mấy chị ơi. Tơ hoa hàng cây chính phẩm. 38 ngàn một mét tơ hoa thôi mấy chị ơi. Lên mã 15 kèm số mét giùm em ạ. 15. Quá đẹp. Lên mã 15 kèm số mét giùm em nha. Xinh xịn mịn. Mã 15 ạ. Cây này em không còn quá nhiều. Mã 15 giùm em. Đây Gucci. Ủa cái Gucci này em mê mẳng luôn á. Đẹp lắm mấy chị ơi. Gucci này. Lên mã 16 kèm số mét giùm em ạ. 16 ngàn. Ủa lộn. Mã 16 38 ngàn một mét tơ hoa mấy chị. Lên mã 16 giùm em ạ. Đây. Rất là xịn. 15 Lê Ngọc Hân 1m7, Yên Đào 1m1, Hàng Tròn 1m7. Chị Yên Đào ơi, cách mới em thường em cắt 1m5 trở lên thôi. Chị muốn cắt 1m1 chị cọc giùm em 50 ngàn để em cắt thôi nha. Hàng này lên mã 16 kèm số mét giùm em ạ. Tơ hoa 38 ngàn 1m mấy chị coi giùm em. Có lập thể nè, có beo nè và có cả chữ luôn. Gucci. Gucci đúng chữ luôn giùm em nha. Hàng này lên mã giùm em. Lên mã 16 kèm số mét giùm em ạ. Rất là đẹp. 38 ngàn 1m tơ hoa. 16 ạ. 16 hàng tròn 1m7. Ok chịu. Nguyễn Thanh Phong 2m. Đây ạ. 16 này em có màu này nữa, rất là sang. Lên mã 17 giùm em ạ. Lên mã 17 kèm số mét giùm em. Sang quá mấy chị. Lên mã 17 kèm số mét giùm em ạ. 17. Lên mã 17 kèm số mét giùm em nha. Sang xịn mịn mã 17 giùm em ạ. Đẹp lắm mấy chị ơi. Tơ hoa 38 ngàn 1m lên mã 17 giùm em. Mã 17 kèm số mét giùm em ạ. Mã 17 kèm số mét giùm em nha. Hoa đỏ này là xinh nhất trong dàn hoa của em. Em đảm bảo với mấy chị luôn. Mấy chị nhận rồi là mấy chị mê liền. Tại màu đỏ này mặc rất là tôn da. Em có một bộ này rồi. Lên em lên được hai bộ. Làm bộ màu à. Màu xanh của ba cái bộ này mà em thấy bộ này dắt đầu á thì em không khoái lắm nhưng mà lên nó rất là sáng mặt mấy chị. Mặc một cái là sáng trưng. Đây, em dành cái số đẹp nhất của em để vô đây. Lên mã 18 kèm số mét giùm em, 38 ngàn 1 mét, rất là đẹp. Mã 18 kèm số mét giùm em ạ, 18 ngàn 1 mét mấy chị coi độ sắc nét của nó nè, rất là đẹp nha mấy chị. Đỏ mà kết hợp với đen với lại cam, nó rất là sang và sáng mặt lắm mấy chị. Lên mã 18 giùm em ạ. 18 kèm số mét giùm em ạ. 18. Yên Đào 16 ngàn 1m1. Ok chịu. Lên mã 18 giùm em nha. 18 ạ. Còn thằng này chỉ có 36 ngàn 1m thôi. Mà hoa này thì thôi. Em bán nát trời may rồi. Rất là đẹp mấy chị. Đây. Lên mã 19 kèm số mét giùm em ạ. 19 kèm số mét giùm em. Không đẹp đá em luôn cái hoa như thế này. Chê đường nào được mấy chị. Rất là đẹp luôn. Lên mã 19 kèm số mét giùm em ạ. 19. Đẹp lắm mấy chị. Lên mã 19 kèm số mét giùm em nha. Ủa gì trời. Lên beo luôn chị ơi. Hả? Lên beo luôn chị ơi. Rồi em lên beo luôn. Đây. Lên mã 19 kèm số mét giùm em ạ. 36 ngàn 1m. 19. Cái mã 19 này mấy chị không đặt là thôi. Tiếc lắm nha mấy chị. Rất là đẹp. Mã 19 giùm em. Ủa beo hả?
Be beo, rồi em lên beo. Be mới về cái be mẫu này nhìn nó sang, cực kỳ sang. Đây. Đây lên mã 20 kèm số mét giùm em ạ. 20 kèm số mét giùm em. Con quỷ già nè mà ghi gì I love you gì vậy? Đờ đá em gì vậy má? Đứa nào vậy? Đứa nào vậy ngày mai tao chừa luôn à? Đây à? Gì như vậy? Cái này lên mã 20 giùm em. Con Duyên nó lương ấp mình nó quá chừa lương lắm. Cái này lên mã 20 giùm em ạ. 20. 20 mấy chị ơi, rất là xịn. 20 mấy chị ơi. Cái gì? Gì ai? Đó, nó ghim kìa. Ai ở lớp du, ai lớp du gì kìa. Đây à. Đây à, lên mã 20 kèm số mét giùm em ạ. 20 kèm số mét giùm em. Hôm anh đi Mỹ 36.000 một mét, rất là xịn. Lên mã 20 giùm em nha, rất là xịn luôn. Hàng tròn 19.000 một mét 7. 20 Nguyễn Thành Phong 2 mét. Ok chịu. Yên Đào 1 mét 1. Đây à, lên mã 21 giùm em ạ, 21. Đẹp chứ mấy chị ơi, cái màu gì mà nó đẹp. Màu xanh riêu quá đẹp mấy chị ơi. Lên mã 21 giùm em ạ, 36.000 một mét hung. 21 kèm số mét giùm em, đẹp chứ mấy chị ơi, sắc nét cực kỳ luôn. Hung nhà em là chỉ có ngẩng đầu lên mà bán thôi mấy chị ơi, rất là đẹp nha. 36.000 một mét thôi, lên mã 21 kèm số mét giùm em, beo như thế này mấy chị nhìn gì nổi. Đẹp lắm luôn á. 36, ủa lộn nhiêu quên rồi. 21 yên 21. Đào 1m1. Ok chịu. Mấy chị nào thấy mà thấy cái sợ sai em hết mấy chị mới chịu. Đây. Lên mã 22 em beo xám. Trời ơi. Nó đẹp mấy chị ơi, cái màu lên nước màu rất là sang luôn. Lên mã giùm em 22 phải không? 22 à, lên mã 22 kèm số mét giùm em ạ. 22. 21 Thu Thủy 2m. Ok chịu. Lên mã 22 giùm em ạ. 22. Đôi 100.000 em ship phí ship anh em chỉ có 22.000 còn quất thôi. Đây à, chị nào là khách mới cứ cho em số điện thoại, ngày mai em điện thoại xác nhận là em cắt hàng ạ. À. Mã này lên mã 22 kèm số mét giùm em. Rất là đẹp, 36.000 một mét thôi mấy chị. Anh đi Mỹ 100%. 22. Hằng Trần 1m7. Ok chịu. Nguyễn Thanh Phong 2m. Thu Thủy 2m. Tội nghiệp. Cái này à, tao khang cổ mày còn khang cổ dữ hơn năm nữa. Cái này lên mã 24 giùm em ạ. 24. Họ cái beo này mấy chị ơi, chế nào trắng đừng bỏ qua màu này. Em thề luôn, chị nào mà trắng đừng bỏ qua màu này giùm em. Trắng mà mấy chị mặc màu này không đẹp, đá em một cái luôn. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp lắm mấy chị ơi, beo cam như thế này. Lên mã 25 không? 23. 23 tao không thích. 24 á, 23 số 6. Lên mã 24 giùm em ạ. 24.000 kèm số mét. Ủa lộn. Lên mã 24 giùm em, 36.000 một mét. Lên mã 24 giùm em ạ. Nghỉ sớm còn cúng còn hồn đi. Lên mã 24 kèm số mét giùm em ạ. 24 mấy chị ơi. Gửi qua phí Momo hả chị? À sao cũng được chị ơi. Cỡ này em cũng có hết trơn luôn á, có Momo luôn nè. Momo có số điện thoại em luôn á chị. Đây ạ, à, rất là đẹp. Này rất là đẹp nha mấy chị ạ, sọc như thế này. Lên mã giùm em, 25 kèm số mét giùm em ạ, 25 sọc. Cái này mấy chị nào mà ốm á, chị nào ổ lộn, chị nào ố ố á, mặc sọc vô một cái là ốm nhôm luôn, rất là đẹp. 24, Nguyễn Thanh Phong, 2 mét. 25, lên mã 25 kèm số mét giùm em ạ, 25, thông anh tên Mỹ. 25, rất là đẹp, đây. Lên mã 25 giùm em nha. 25 kèm số mét giùm em ạ, 25. Cái màu này đẹp quá mấy chị ạ. 25 à. Màu vàng, chế nào khóa màu vàng thì quất cái mảnh này giùm em. Lên mã 26 à. 26 kèm số mét giùm em. Quá là đẹp mấy chị. 26 à. 26 kèm số mét giùm em. 36.000 một mét. Lên mã 26 kèm số mét giùm em ạ. Thông anh đi Mỹ dạng 4 chiều. Rất là xịn, hàng cây chính phẩm, cắt bao nhiêu cũng được hết. Lên mã 26 giùm em ạ. Đây à, lên mã 27 giùm em nha. 27 à, đẹp lắm mấy chị. 27, lên mã 27 giùm em ạ. Sang xịn mịn, lên mã 27 giùm em. Chế nào mà trắng bút màu này giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị. Nhìn rất là quý tộc luôn. Đây à, lên mã 20 27 à, 27 kèm số mét giùm em ạ. Sang xịn mịn, 27.
37 mấy chị ơi. Xích đen. Còn bữa nay em lên hết rồi mới được. Xích đen như thế này, 36 ngàn 1 mét lên mã. Lên mã 28 kèm số mét giùm em ạ. 28 mấy chị ơi. 25 thu thủy 2 mét. Ok chịu. Đây ạ. À. Lên mã 28 kèm số mét giùm em ạ. 28 ngàn. Ủa 28 lên mã 28 giùm em. Mấy chị coi độ sắc nét của nó nè. Lên mã 28 giùm em nha. 36 ngàn 1 mét anti Mỹ. Lên mã 28 kèm số mét giùm em ạ. 28 ạ. 27 Mỹ hoàng 2 mét. Ok chịu. Đơn 100 ngàn em ship rồi. Phía ship bên em có 22 ngàn thôi. Chị nào không đủ đơn bên em gửi mẫu gửi thêm. Bên em là một kho tàng thung luôn mấy chị. Đẹp lắm. 28 Nguyễn Thanh Phong 2 mét. Ok chịu. Hàng tròn 1m7. Ok chịu. Lên mã 29 giùm em ạ. À. 29. Đẹp chưa mấy chị. Lên mã 29 giùm em nha. 29 ạ. À. Chụp nhìn này mới thấy nó thôi. Màu nó giống giống nhau á. Lên mã 29 giùm em ạ. À. Đây 29 mấy chị ơi. Xuất sắc luôn á. 29 giùm em ạ. À. 36 ngàn 1 mét ạ. À. 29. Đây lên mã 30 mấy chị ơi. 30 là màu cuối cùng của xích. Lên mã 30 giùm em. 30 màu xanh như thế này. Rất là xịn. Lên mã 30 giùm em nha. 36 ngàn 1 mét ạ. À. Mã 30 giùm em ạ. À. 30. 29 2 mét. Lê Hằng 25 1 mét rưỡi. Màu xanh nè, à, màu xanh này ạ. À. Lên mã 30 kèm số mét cho em ạ, 30. Lập thể như thế này. Cái này vậy hả? Cái này lên mã 31 giùm em ạ, à. 31. 36 ngàn 1 mét lên mã 31 kèm 6 mét giùm em. Rất là xịn mấy chị. Mai đồ bộ mà màu như thế này thì chịu gì nổi mấy chị. Lên mã 31 kèm 6 mét giùm em nha. 31 à. Màu gì đâu mà nó đẹp. Lên mã 31 giùm em nha. Lê Hằng 28 1 mét rưỡi. Ok chứ yêu. Thu Hương 27 2 mét 2. Đây à. Lên mã 32 giùm em ạ. Màu tím. Hồ ô nó sang mấy chị. Lên mã 32 kèm số mét giùm em ạ. À. 36 ngàn 1 mét lên mã 32 kèm số mét giùm em. Sang xịn mịn ạ. À. Đơn 100 ngàn em ship và phí ship bên em chỉ có 22 ngàn thôi mấy chị ơi. Đẹp lắm nha. Cái này ạ. À, lên mã giùm em ạ. À. Lên mã giùm em. Lên mã nhiêu quên này. 32 kèm số mét giùm em ạ. À. 32 kèm số mét giùm em nha. 36 ngàn 1 mét thôi ạ. À. Lên mã 32 giùm em ạ. À. Đẹp quá. 32 giùm em nha. 32 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Màu này. Lên mã 33 mấy chị ơi. Đẹp quá. 33 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 33. Sang xịn mịn. 33 mấy chị coi in nó sắc nét cực kỳ luôn. 33 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 36 ngàn 1 mét thun anh tinh Mỹ. Lên mã 33 kèm 6 mét giùm em ạ. À. Mai đồ bộ thun anh tinh Mỹ. 36 ngàn 1 mét. Lên mã 33 kèm 6 mét giùm em. Rồi em còn mấy mẫu nữa là hết luôn. Sẵn rồi quất hết luôn mấy chị. Đây lên mã 34 kèm số mét rồi mà. 34 tập thể như thế này. 34 kèm số mét giùm em nha. Mềm mịn rụng mát dạng 4 chiều. Không anh đi Mỹ. 34 kèm số mét giùm em ạ. 34 ạ. Đẹp quá mấy chị. 34 nha. Xanh này á chị ơi. Cái này 38 ngàn 1 mét tơ hoa. Lên mã giùm em. Lên mã 30 mấy quân này. 35 ạ. À. Lên mã 35 kèm số mét giùm em nha. 38 ngàn 1 mét tơ hoa mấy chị ơi. Tơ hoa 38 ngàn. Rất là xinh luôn mấy chị. Lên mã 35 kèm số mét giùm em ạ. À. 35. Xanh coban 35 giùm em ạ. À. Đẹp quá. 35 giùm em nha. Lên mã 35 giùm em ạ. À. Cái màu này. Đây ạ. À, nó là tơ hoa luôn mấy chị ơi. Rất là xịn nha. 38 ngàn. Đây à, hoa của nó là hoa lụa Pháp chị. Màu xanh lá rất là xịn luôn. Lên mã 36 kèm số mét giùm em. 38 ngàn 1 mét tơ hoa. Lên mã 36 ngàn kèm số mét giùm em nha. Rất là đẹp, em bao đẹp cho mấy chị luôn. Xịn sò, rất là đẹp mấy chị ơi. Lên mã 36 kèm số mét giùm em ạ. 36. Em có 2 màu. Thiệt ra có rất là nhiều màu luôn á. Mà 2 màu này em khoái nhất em lên. Đây à. Lên mã 37 giùm em. 37 mấy chị ơi.
có nên sắc nét như thế này. Lên mã 37 kèm số mét giùm em nha. 38.000 một mét tôm hoa, lên mã 37 kèm số mét giùm em ạ. 37. 36 yên đào 1m2. Ok chịu. Lên mã 37 giùm em ạ, tôm hoa. 37 à. 38.000 một mét, lên mã 37 giùm em ạ. Rồi em hết mấy chị ơi. Ngày mai 9 giờ, ngày mai 6 giờ rưỡi em có like nữa nha mấy chị ơi. 6 giờ rưỡi em sale von lụa 99.000, like cuối cùng ạ. Ngày mai em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng gom thật là nhiều để phục vụ mấy chị. Bữa nay em gom hơi ít nên hết hàng sớm. Rồi ok, ngày mai em có điện thoại chốt đơn nha mấy chị nhớ nghe điện thoại giùm em nha. Bye bye mấy chị, cảm ơn mấy chị ạ. Mai 6 giờ rưỡi nha mấy chị ơi.